Từ nhỏ tôi đã nghe được rất nhiều những câu chuyện tâm linh ma mị. Có những câu chuyện mà khi nghe thật, tôi đã phải rợn hết cả sống lưng. Loa mảnh tôi đến độ chẳng dám bước ra khỏi nhà khi về đêm. Đấy là lúc tôi còn nhỏ. Khi đã lớn lên thì tôi lại biết thứ đáng sợ hơn, cả ma quỷ, đó chính là lòng người. Thầm tầm tuy chỉ có mắt thường mới hít lớp da bụng, nhưng có ai thấu được bên trong? Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây là một câu chuyện có thật vào những năm 90 ở miền Tây Nam Bộ. Câu chuyện ấy được khắp xóm ngã lá truyền nhau về thời điểm đó. Năm 1996, đó là giữa tháng 4, tháng của những cơn mưa bất chợt. 3 giờ sáng, tại con sông nhỏ trên kênh ngã lá, từng cành cây ngọn cỏ lúc bấy giờ đã đều ướt đẫm nước bởi cơn mưa rào vẫn đang tí tách nhỏ giọt. Giữa những bụi rửa nước bạt ngàn kéo dài chai bên mé sông, là một con xuồng nhỏ đang âm thầm cua mái chèo dần trên sông nước. Cứ lâu lâu, gió lại thổi gợn lên những con sóng nhỏ. Khiến cho cảnh vật xung quanh lúc sóng bấy giờ vô cùng ma mị lẫn bình yên. Dưới cái tiết trời lạnh đến xé da xé thịt thế kia, vậy mà người thanh niên trên chiếc xuồng nhỏ vẫn chậm rãi thả từng tay lưới xuống nước. Chỉ mong có thể kiếm được một mẻ cá lớn để cuộc sống bớt khó khăn hơn mỗi ngày ở xóm ngã lá thì không ít các hộ dân khó khăn phải khổ nhọc sống nhờ cái nghề mò cua bắt ốc qua ngày kiếm miếng cơm và chàng trai trẻ đang lạnh tím môi vì cơn mưa đêm kêu cũng vậy anh ấy tên là nguyên năm nay chỉ vừa tròn 26 tuổi hôm nay nguyên đã thấy con nước vừa tầm thả lưới trời thì lại đang trăng rõ sáng nên quyết định thả lưới theo con nước để kiếm chút cá ra chợ bán nhưng chẳng hiểu thế nào. Chỉ vừa trèo xuống một lát thì bỗng mây đen kéo đến che lấp cả vầng trăng. Biết là trời chắc chắn sẽ mưa, Nguyên nghĩ cũng lỡ đi rồi, thì không lẽ quay về tay không, nên đành bấm bụng mà đội cơn mưa tiếp tục đi thả lưới. Như bà con sông khác ở thôn quê, sông ngã lá lúc về đêm cũng vô cùng u ám, cộng với hai hàng nước cứ bạt ngàn, hai bên là dừa. Thêm hôm nay lại có mưa khiến cho cảnh vật nơi đây lúc bấy giờ càng buồn bã lại đáng sợ đến sợ người nói về sông ngã lá tuy chỉ là một con sông nhỏ nhưng từ xưa đến nay không thiếu những chuyện ma quái xảy ra trên sông và nguyên cũng là một trong những người đã chứng kiến những cảnh kỳ quái ấy khi thả lưới đêm và chỉ mới tháng trước thôi anh đã gặp phải một sự việc mà khi kể lại khiến ai cũng khẽ lạnh sống lưng hôm ấy còn nước lên độ chừng một giờ sáng vẫn như mọi khi nguyên khua dần chậm rãi theo từng mèo sông thả lưới đến đoạn kéo lưới lên thì anh cảm nhận được có gì đó khá nặng lại có vùng vẫy vô cùng dữ dội lúc bấy giờ nguyên chỉ nghĩ là do may mắn vớ phải cá lớn liền lập tức kéo mạnh lưới lên xuồng khi những thứ kia bị kéo dần lên thì nguyên như chết lặng bởi thứ đó không phải là cá lớn như anh nghĩ mà là một đứa trẻ sơ sinh đang há miệng cười toe tét trong tấm lưới ba mảng anh vừa kéo lên. Dưới cái ánh đèn đội đầu, Nguyên thấy rõ được nước da của đứa bé ấy trắng như tờ giấy. Đôi mắt thì đen tuyền đến quái lạ. Nó chầm chầm nhìn Nguyên, rồi há cái miệng cười lên những tiếng hi hí nghe vô cùng quái dị. Đứng trước tình cảnh như vậy, thì có mấy ai mà bình tĩnh được. ấy vậy mà Nguyên cũng chỉ mất có mấy giây đã hoàn hồn. Bởi dù gì đây cũng là một phần đầu của thả lưới đêm bị ma quỷ trêu ghẹo. Ông bà xưa có câu, đi đêm nắm cũng có ngày gặp ma, nên những người như Nguyên khi đi theo cách nghề thả lưới đêm thì cũng luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều như vậy. Và những lần như thế thì Nguyên luôn có cách cầu xin gửi đã khuất cho mình yên ổn làm ăn. Đoạn Nguyên vở như không để tâm đến đứa bé, anh tỏ ra bình thản tiếp tục cua cái cần trèo tiếp nhưng cũng không thiếu sự nề nan để nói với đứa trẻ đang nằm trong tấm lưới kia. Bởi anh biết rõ, nếu càng sợ thì nó càng kẹo nhiều hơn. Làm ơn đừng có quấy phá tôi. Tôi chỉ kiếm ăn thôi, không có cố ý làm kinh động đến ai đâu. Lần sau đi ngang đây tôi hứa sẽ cúng cho chút bánh kẹo. Nguyện rất giọng một lúc thì đứa bé trong tấm lưới cũng không còn cười nữa. Nó đứng bật dậy ra khỏi tấm lưới rồi nhảy vọt xuống đáy sông lạnh lẽo mất tâm. Thấy đứa nhỏ bỏ đi, tình nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm. Bởi chuyện về đứa bé ma ở khúc sông này, anh đã kể lại rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến. Trước đây chỉ là nghe thôi, rồi anh cũng đi kể lại. Nhưng giờ đây, đã tận mắt được nhìn thấy rồi. Người ta kể rằng năm trước, ở đầu vàm ngã lá có một người phụ nữ tên là Hoa, lén lút giam díu với một người đàn ông đã có gia đình rồi mang thai. Nhưng chẳng hiểu sao, người đàn ông đó lại chết bất đắc kỳ tử sau một lần bọn họ hẹn nhau ở trên khúc sông này. Rồi người phụ nữ tên Hoa ấy sau chuyện đó cũng khủng khủng điên điên, lúc mơ lúc tỉnh. Một thời gian sau, cô ta tự sinh đứa con bên bờ sông, rồi vứt đứa bé tội nghiệp xuống đáy sông lạnh lẽo một cách tàn nhẫn mà chẳng ai hiểu rõ nguyên nhân. Hiểu được sự tình câu chuyện, nên thay vì sợ thì Nguyên cảm thấy thương cho đứa bé kia hơn. Bởi anh biết không chỉ dương đứa nhỏ đó, mà còn có rất nhiều oan hồn của những đứa trẻ khác ở đấy sông. Đến lý do vì sao mình chết, hay phải đi đâu về đâu chúng cũng không biết. Nên khi gặp vài người giống, bọn chúng bám theo chiêu hiệu một tí cũng là lẽ thường. Trở lại với thực tại, bấy giờ dường như mưa đã nặng hạt hơn một chút. Đoạn nguyên vừa kéo tay lưới dính một con cá mè hoa, lớn lên trên xuồng. Anh nhìn con cá mà không giấu được sự thích thú rồi thì thầm một mình. Cá lớn dữ à? Giá mà được thêm vài con nữa, thì hôm nay đủ tiền mua thịt heo ăn luôn đấy chứ. <laughs> Nhưng sự vui mừng của Nguyên lập tức bị giật thắt bởi một cơn gió lạnh vừa thổi ngang, khiến anh cảm giác được dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Đưa mắt nhìn vào màn đêm tĩnh lặng, Nguyên khẽ nổi da gà. Vì dường như anh vừa nghe thấy văng vẳng xa xa, có giọng người đang hát tiếng hát ấy càng lúc càng nghe rõ hơn từng giai điệu và từng câu chữ cứ như được phát lên từ đáy địa ngục sâu thẳm vậy à... Ơi, gió đưa bụi chuối sau hè anh mơ vợ 宝贝。 mưa lạnh tới thấu xương như thế Mà lại còn đang tối mịt Vậy mà không hiểu sao Lại có người ra sông hát giờ này chứ Nghĩ đến đây Nguyên chợt thấy mặt nước Có một chút võ lãi Đang chậm rãi trôi ngược lại hướng mình Nguyên bất giác dùng mình Rồi cả cơ thể cứng đờ lại Cứ như màn đêm Đang ghi chặt lấy chàng trai trẻ Khi mà trước xuồng nhỏ của Nguyên từ từ Luyết qua chiếc võ lãi Anh mới biết được Giọng hát u ám khi nãy là từ bên trong chiếc võ lãi phát ra. Ở đầu mũi vỏ lãi có một người phụ nữ đang ngồi quay mặt vào phía hớp mé hết bờ. Tóc dài xõa ngang vai, trong ánh đèn pin đội đầu, Nguyên thấy rõ cả thân thể người phụ nữ ó, ướt đẫm. Tay trần thì trắng đến độ, nhìn được cân xanh cả bên trong, và bài hát ví dầu vẫn đang vang lên văng vẳng cả gốc sông lạnh lẽo. Bất giác, môi Nguyên run run nhưng muốn thét lên điều gì đó, bởi anh biết người phụ nữ kia chắc chắn không phải là con người cũng chẳng phải loại ma vất vưởng đi trêu người dọa trẻ mà đó là một con quỷ con quỷ mà cả xóm ngã lá này vẫn thường hay truyền tai nhau nghe lúc này nguyên biết nếu như không trèo nhanh khỏi đây thì bản thân khó mà sống được anh thở một hơi dài để cố gắng lấy lại bình tĩnh chiếc võ lái bên kia cũng đã trôi qua anh được một khoản đạo một xào đoạn nguyên dốc cả sức bình sinh để trèo nhanh hết sức có thể dần dần thì tiếng hát ấu ơi ví dầu trở nên nhỏ lại, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Khi chắc chắn bản thân đã thoát khỏi con quỷ kia, Nguyên mới dần dần, dần dừng tay trèo mà thở hồn hển. Anh quay đầu lại sau lưng nhìn, thì quả thật chẳng còn bóng dáng của chiếc võ lãi khi nãy. mà bây giờ chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng và những giọt mưa li ti đang chảy xuống sông. Nhưng không hiểu sao lúc này nguyên vẫn còn có cảm giác vô cùng bất an anh chợt đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra bản thân vẫn đang ở chỗ khi nãy nào đã trèo được đi đâu và cùng lúc ấy tiếng ẩu ơi lại lần nữa vang lên khắp khúc sông u tối Nguyễn nghe từng câu hát mà tim muốn nhảy vọt ra ngoài ờ... không vâng nhớ mẹ Chính chiều đau Lúc này Nguyên thấy phía trước mặt Lại có một chiếc võ lãi của người phụ nữ khi nãy Nhưng người phụ nữ kia bây giờ Không còn quay mặt vào mé bờ bên kia Mà lần này cô ta vừa hát Vừa nhìn thẳng vào mắt Nguyên Đoạn Nguyên như chết lặng Khi chứng kiến thấy khuôn mặt đó nó đáng sợ đến độ mà một người đã từng bị ma chiêu ghẹo như Nguyên Cũng phải thét lấy đầy kinh hãi c Không, không, thả th cho tôi Giữa cánh đèn pin đội đầu mờ ảo Nguyên thấy được hốc miệng của người phụ nữ kia Như có vô số sâu ở trong đấy Nét mặt thì đầy những sợi chỉ màu đỏ của máu Con đôi mắt của cô ta là giống của một con người nhưng sâu trong đôi mắt ấy dường như nó chứa chất rất nhiều bi thương sầu khổ đau đớn vậy Cả phẫn uất Và lại thêm một lần nữa Nguyên cố gắng vung cây đầm trong tay của mình mà trèo thật nhanh Nhưng lần này có trèo thế nào Thì tiếng hát ầu ơi kia vẫn còn văng vẳng bên tay Nguyên bất lực và mệt mỏi Anh đành buông tay trèo rồi nhắm mắt chấp nhận cầu xin bằng cái giọng run run đầy sợ hãi đoạn làm ơn tha cho tôi Tôi chỉ thả lưới bắt cá thôi mà Đâu, đâu có ý làm kinh động đến ai đâu Thật tha cho tôi Mặc kệ cho Nguyên Có cầu xin như thế nào Tiếng ẩu ơ kia Vẫn cứ càng lúc càng vang lên dữ dội Đoạn Nguyên run run quay đầu lại phía sau nhìn Thì bây giờ con quỷ đang ngồi sau lưng anh Lúc này Thì Nguyên càng thấy rõ khuôn mặt đáng sợ kia Ảnh tá hỏa Ngã người xuống sông Không hiểu sao khi vừa rơi xuống nước Thì cả cơ thể Nguyên đất chìm dù bệnh ghi chặt vậy Chẳng nhúc nhích được chút xíu nào Nguyên dường như còn cảm nhận được Có một bàn tay vô hình nào đó Đang nắm lấy chân anh kéo xuống Trong cái tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc ấy Thì bất chợt Bên tay vang lên tiếng chó sủa Tiếng con chó vừa dứt Thì bỗng cả cơ thể Nguyên Có thể cử động lại bình thường Đoạn anh vội vã trèo lên xuồng Khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi Nguyên đưa đôi mắt sợ sệt nhìn xung quanh, nhưng bây giờ thì nơi đây chỉ còn một bàn đêm yên tĩnh, cùng cơn mưa nhẹ hạt đang tí tách rơi trên vai Nguyên. Biết là con quỷ không còn ở đây nữa, Nguyên liền gấp rút trèo nhanh về nhà mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau, dù chỉ một lần. Ở cái xóm ngã lá này, người ta vẫn truyền tay nhau về con quỷ du con hay làng vảng khắp đoạn sông ngã lá. Bọn họ kể rằng cách đây vài năm trước, ở gần vàm ngã lá có một gia đình khá giàu có. Chủ gia đình ấy là ông Sáu Thô. Ông Sáu Thô có lối sống rất phong kiến, trọng nam, khinh nữ. Chỉ vì muốn con trai ông đổi vợ một cách đường hoàng, không bị dị nghị, mà nhẫn tâm mờ thầy bùa gọi binh về giết chết con dâu của mình. Vậy là cô con dâu của ông Sáu Thô lần đó chết thảm trên sông đầu vàm. Mà ông Sáu Thô cũng chẳng cho người tìm xác cô một thời gian ngắn sau đó chuyện nhóm sáu thô đã xảy ra làm kinh động cả một huyện thời đó cả gia đình ông sáu bỗng nhiên chết một cách kỳ quái đặc biệt là bờ vợ ông sáu thô xác của họ tìm thấy ở trong mấy lu nước sau nhà nét mặt lúc chết của họ trông vô cùng kinh hãi cứ như trong lúc chết tắt thở họ đã chứng kiến một cảnh gì đó vô cùng khủng khiếp sau sự việc đến tận bây giờ lâu lâu người ta vẫn thấy bóng hồn cô con dâu làng vàng trong nhà ông sáu thô hoặc lang thang trên đoạn sông mà lúc sống chồng cô hay hẹn hò với tình nhân vừa thả thuyền theo chiếc vỏ mộc rồi hát su bài hát ầu ơ mà khi còn sống cô vẫn thường hay hát cho đứa con gái bé bỏng của mình người ta nói rằng vì còn nặng lòng trần không đành bỏ mặt đứa con thơ lại còn ra tay giết hại người ông sáu thô nên dần dần, linh hồn của cô con dâu đã hóa quỷ. Nếu chẳng may gặp phải cô trên đoạn sông gã lá thì coi như có sống tiếp được hay không, vẫn dò số mệnh. Những hạt mưa bây giờ đã không còn rơi nữa, ánh bình minh lúc này cũng dần xuất hiện ở phía xa chân trời. Tiếng gà gáy, tiếng chim hót vang lên in ỏi khắp nơi, báo hiệu một ngày mới lại đến. Trở về sau một đêm thả lưới kinh hoàng, nét mặt của Nguyên bấy giờ vẫn còn hiện lên rõ sự sợ hãi. Đứng trước cửa mái nhà tranh đơn sơ của mình, Nguyên thở dài một hơi như chút bỏ hết sự mệt mỏi rồi bước vào trong. Bởi anh không muốn người vợ thân yêu của mình biết được, đêm qua mình đã gặp phải chuyện kinh khủng gì, khiến cho cô phải lo lắng. Đoạn Nguyên xách con cá mè vinh, to bự chàng, vừa đi vừa gọi lớn. Mình ơi, mình dậy chưa? Anh về rồi này, đáp lại Nguyên ở phía sau nhà là cái giọng ngọt lịm của vợ anh. Ủa, mình về rồi đó hả? Về sớm, chắc này không có nhiều cá à mình? Nghe tiếng vợ ở sau nhà, thì Nguyên nhanh bước chân xuống bếp, thấy vợ đang giặt bớ quần áo bên sàn nước, Nguyên vội vã tiến đến kéo cô lên. Trời đất ơi, anh nói mình bao nhiêu lần rồi, vừa mới hết bệnh còn yếu mới cái việc này để anh làm cho, đi lên nhà đi lại đi. Nói đoạn, Nguyên kéo tay vợ mình rồi tiếp tục cằn nhằn. Mấy cái chuyện này, cứ để cho anh làm biết chưa? Khi nào mình khỏe hơn, rồi muốn làm gì anh không có cản. Dáng làm chi, lỡ có bề gì, thì tôi sống làm sao? Người phụ nữ được Nguyên hết mực cưng chiều kia tên là chân Có thể nói trong cái sóng ngã lá này, Trần là người có nhân sắc không nhất cũng nhì. Dáng người mảnh mai cao giáo, tóc dài thượt qua vai, nét mặt xinh xắn, duyên dáng vô cùng. <laughs> hai người họ cưới nhau đến nay cũng được gần hai năm. Tuy hoàn cảnh nghèo khó nhưng tấm lòng bọn họ dành cho nhau là vô bờ vô bến. Những năm trước, bỗng chân đổ bệnh, nằm liệt giường trên suốt tháng trời. Lúc ấy người ta mới thấy được lòng dạ thương vợ, chữa tình gánh nặng trên đôi vai gầy gò của Nguyên. Tuy là gia cảnh nghèo khó, kiếm miếng ăn qua ngày đã là chuyện nhọc nhằn nhưng nguyên vẫn gồng gánh mỗi ngày để lo lắng đầy đủ cho cô vợ đang đổ bệnh trên giường. đêm đến, dẫu cho có rông mưa hay gió lớn, thì người ta vẫn thấy nguyên hì hục khắp cúc sông để thả lưới. còn ngày thì anh lại lặn lội qua từng đoạn đồng để mò cua, bắt ốc. bất kể ai thuê, ai muốn cái gì, trả được vài đồng lẻ, nguyên cũng làm ngay. miễn sao có thể lo được cho vợ, là anh chẳng ngại gian lao khó nhọc. Có vẻ như trời cao cũng rót thương cho đôi vợ chồng trẻ. Gần năm tháng trôi qua, Trần cũng dần dần lại sức, có thể xuống giường đi đứng bình thường trở lại. Phần nguyên thì sau khoảng thời gian nhọc nhằn lo mọi thứ, để chạy chữa tiền thuốc cho vợ, nhìn anh trông gầy gò thấy rõ. Nhưng tuyệt nhiên, Nguyên chưa bao giờ than vãn, dù chỉ nửa lời. Bởi anh biết, đó là trách nhiệm của một người chồng phải gồng gánh. Bao nhiêu nghịch cảnh mà đôi vợ chồng trẻ phải đương đầu không những họ không chán nản cuộc sống nghèo có lắm gian truân kia, mà lại còn trở nên đùm bọc, yêu thương lẫn nhau hơn bao giờ hết. Trở lại với thực tại, chân nhìn chồng khẽ cười hiền dịu, khi thấy anh lo lắng cho cô như một đứa trẻ, Trần cất giọng. Trời ơi, mình cũng phải để cho em vận động một chút chứ, giặt có vài bộ quần áo thì có sao đâu. Ủa mà, sao mặt mình xanh sao vậy? Nghe vợ hỏi, Nguyên có phần hơi ấp úng. Ờ, à, ờ, à, chắc, chắc là dầm mưa cả đêm. Mà hôm nay mấy tay lưới cũng thất thoát quá. Có được mỗi con cá mẻ vinh này thôi. Để chút, kho lạt cho vợ chồng mình ăn. Bình yên, bấy giờ bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ hẹp. Tiếng cười nói của vợ chồng trẻ như đập tan đi cái lạnh sương mai của cơn mưa đêm qua còn tàn dư lại. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là như vậy thôi. Tùy nghèo, nhưng có nhau. Thấm thoát thời gian lại trôi qua. Mấy tháng, cái sông ngã lá vẫn cứ vậy. Tuy bình yên nhưng lâu lâu, vẫn có vài câu chuyện ma mị được kể trên con sông nhỏ cong vẹo, như dấu ngã kia. Đã là giờ chiều, vừa sụp xuống nắng. Bên căn nhà tròi đơn sơ, vóc dáng mỹ miều của chân đang cẩn thận rửa từng chiếc chén. Có vẻ như hôm nay sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục. Bạn chân ngồi bên sàn nước, vừa rửa chén, vừa ngân nga câu hát. Ơi mấy dặm hò quan quan, em tiễn chàng sang sông. Ơi mấy dặm đường tình, vợ chồng thương cá nuôi nhau. Ơi mấy dặm hò quan quan, mình anh mưa nắng dãi dầu. Bao có nhọc đời gian truân, em ở nhà bình an. Tiếng hát của Trần Du Dương văng vẳng qua từng kẽ lá. chất Giọng của cô nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng, làm cho mấy con chim nhỏ trên cành cây cũng ngưng hót để thưởng thức giọng điệu êm tai của Trần. Chỉ một lát sau, cảnh thôn quê bình yên bị phá vỡ bởi tiếng gọi thất thanh của một người. Giọng người đó có phần hơi thở dốc, nghe vô cùng căng thẳng, văng vọng trước căn nhà tranh. "Trần! Trần ơi! Mày đâu rồi Trần ơi?" nghe có tiếng người gọi chân vội vã chạy ra trước xem đi tới cửa chân mới thấy đó là bà năm cần người lái đỏ ở đầu vàm ngã lá đoạn trông thấy bà ấy thở dốc vì mệt có vẻ như đã chạy tới nhà cô rất gấp rút chân nhanh tay lễ phép lấy cái ấm nước trên bàn rót ra chén đưa cho bà rồi hỏi ồ có gì mà chạy dữ vậy bà năm bà năm xô nhẹ tay đẩy chén nước ra nhưng vội vã nói điều gì bà thở dốc mấy tiếng rồi cất giọng chồng chồng bay nó bị vỏ lãi đụng chân chân bị chấm chấm hết một chân ở đầu vàm kia kìa nghe tình nguyên bị tai nạn mất một chân chân đứng chết lặng một lúc rồi gấp rút chạy bắn sống bắn chết ra đầu vàm để xem tình hình của chồng mình tới đời đập vào mắt của chân là nhóm gửi trong xóm đang vây chung quanh bàn tán về vụ tai nạn vừa xảy ra. Đoạn chân chen qua nhóm người đó, cô thấy Nguyên đang nằm đau đớn cạnh bến sông để chờ vỏ lãi đến đưa đi trạm y tế của xã. Vội vã lao đến người chồng đang đau đớn, chân dưng dứt nước mắt. Mình, mình ơi, sao giờ ông nỗi này, mình ơi, mình cố lên. Bây giờ thì phần chân của Nguyên đã bị chân vịt chém nát bấy. Nhìn từ đầu gối của anh xuống chỉ thấy một đống máu thịt lộn xộn nhìn thấy được cả xương bên trong cơn đau bấy giờ như đã chiếm lấy thân xác chàng trai trẻ anh cắn rằng nói sản mấy tiếng gì đó rồi ngất lịm sau đó ở cái đầu vàm ngã lá này xưa giờ đã xảy ra không ít những vụ tai nạn ghe xuồng như vậy bởi cái khúc rẽ vào sông nhỏ bị mấy bụi rửa nước to lớn che khuất tầm nhìn nếu ghe nào cầu thả rẽ vào sông nhỏ mà không cẩn thận rất dễ tông phải các xuồng bé đang đi nghịch đường đối đầu phạm. Và tai nạn rồi cũng xảy ra là lý thường tình. Vài ngày sau, kể từ hôm đó Nguyên trở về nhà, nằm mê man suốt trên chiếc giường che cũ kỹ. Cần đầu từ chân mỗi ngày hành hạ anh như chết đi sống lại. Về phần chân thì mấy hôm nay cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo tiền thuốc thang chạy chữa cho Nguyên. Nhưng có một nỗi, hoàn cảnh của họ lúc này áo chẳng đặng nành cơm chẳng đủ no thì nói chi đến chuyện thuốc men chữa trị. Thừa bấy giờ ở chợ dừa gần xóm ngã lá có rất nhiều hàng quán mập lên vì nơi đó thường có những gánh hát tới lui nên chuyện buôn bán cũng đắt khách hẳn. Chân nhờ vào vóc dáng xinh đẹp của mình mà xin vào bưng bê cho một quán nước ở chợ dầu dừa tùy là số tiền kiếm được không nhiều. Nhưng lúc này cũng đủ lo cho cô và Nguyên sống qua ngày tạm bợ. Và những ngày đầu thì chân vẫn còn cật lực chăm lo cho Nguyên. Nhưng chỉ một thời gian sau thì thái độ của cô bắt đầu hời hợt. Cô đi sớm về khuya và ánh mắt nhìn Nguyên cũng dần dần thay đổi đi ít nhiều. Nó chẳng còn chất chứa nhiều tình cảm như trước nữa. Mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, chán nản và chút mệt mỏi. Đã một tuần trôi qua, bấy giờ Nguyên có thể chống nạn đi lại. Nhưng do không đủ tiền chạy chữa thuốc thang, nên cơn đau đôi lúc vẫn nhói lên khiến anh vô cùng khó chịu. Những cơn đau thể xác dường như không bằng nỗi đau trong lòng Nguyên lúc bấy giờ. Vốn dĩ bản tính thương vợ, này lại thấy cô vất vả đi kiếm từng đồng từng cắt để lo cho mình. Lường tâm của anh vô cùng dằn vặt. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, thì anh có thể làm được gì cơ chứ? bởi Nguyên biết rõ từ đây về sau, mình phải sống với cái chân tật nguyền. Nghĩ đến đây, Nguyên không kìm được lòng, mà nước mắt tự động chảy ra không ngừng. Thẩm thoát đã là quấy tháng tư, lâu rồi người ta không còn nghe thấy tiếng cười, tiếng nói bên căn nhà tranh nhỏ của đôi vợ chồng trẻ kia nữa. Những cơn mưa bắt chợt thường xuyên hay kéo đến hơn, khiến cho cảnh vật xung quanh căn nhà tranh buồn bã lại càng thêm não nuột. Ở sau cái bếp cũ chật hẹp bóng dáng nguyên đang chống nặng qua lại khó khăn để chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình nguyên dọn bữa cơm rau đơn sơ lên chiếc bản tre cũ mục nhìn mâm cơm thiếu thốn mà lòng anh cảm thấy áy náy với vợ mình vô cùng đoạn nguyên nghe có tiếng bước chân quen thuộc ở phía nhà trước biết là chân về nên anh vợ cất giọng mình về rồi đấy à cơm nước anh nấu xong rồi này coi tắm rồi vợ chồng mình ăn cơm đoạn chân bước xuống nhà sau với vẻ mặt mệt mỏi. Cô không nói gì, rồi ngồi xuống bàn ăn cơm, nhìn chồng bằng đôi mắt chán nản. Thấy vợ mình như vậy, Nguyên xót lắm, anh vội an ủi. Mệt lắm hả mình? Em dáng đợi một hai hôm nữa, anh khỏe hẳn. Anh đi lại, đi làm. Chứ mình như vậy anh xót lắm. Trần Nghề Nguyên nói mà chẳng để tâm chi mấy. Cô im lặng một lúc rồi mới cất giọng điệu bộ nghe vô cùng hời hợt anh ăn đi em mệt quá vào buồn ngủ trước đây dứt câu trần đứng dậy rồi lạnh lùng đi một mạch bước vào buồng bỏ lại sau lưng cô là khuôn mặt đượm buồn của nguyên đoạn nguyên ngồi thất thần bên cạnh mâm cơm đạm bạc đôi mắt anh trầm tư sâu lắng thầm trách nghịch cảnh sao lại trái ngang lấy đi mất một chân của anh để rồi người vợ anh yêu thương nay phải một thân một mình gồng gánh mọi thứ khó nhọc nguyên cứ vậy mà ngồi chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực đến lúc trời sụp tối người đang buồn cổ thì cảnh vật cũng muốn buồn theo bầu trời chạng vạng ảm đạm bắt đầu bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ hẹp tiếng con thạch sủng hôm nay kêu lên sao cũng não nuột đến lạ lùng và lại thêm một ngày đầy những lo toan nữa lại trôi qua trôi qua cuộc đời của hai vợ chồng khốn cổ. Chợ cầu Dừa, như bao cái chợ quê khác, nơi đây nhộn nhịp nhất là lúc bình minh. Tiếng chào hàng vang vọng lên khắp nơi, tiếng cười nói của mấy ông bác đang ngồi chơi cờ bên quán nước, tiếng chửi rủa của mấy cô bán hàng thịt vì sáng sớm có người hỏi hàng mà không có mua, tạo nên hỗn tạp âm thanh tuy ồn ào nhưng toát lên đặc trưng của ngôi chợ miền quê không nơi nào có thể có được. Ở cuối phiên chợ cầu Dừa, có một quán nước. Tuy khúc trong đây hơi vắng, nhưng lại vô cùng mát mẻ, cũng như yên tĩnh. Là nơi lý tưởng cho những người đang yêu nhau, hoặc những người yêu nghệ thuật tìm trốn bình yên. Đặc biệt là các nghệ sĩ theo đoàn hát về tình biểu diễn. Và đây cũng là quán nước mà chân đang làm việc. Tháng cái đã gần gỡ trưa, lúc này cũng là lúc quán nước vắng khách nhất. Đoạn bà Tư ù là chủ nơi đây bước ra khỏi quán rồi căn dặn Trần: Bây giờ à, coi quán nhà, tao chạy ra mua cái gì về chưa nấu cơm. Trần đáp: Vâng, ờ cứ để quán con coi cho cô. Hôm nay tâm trạng khá tốt, lại đang là trời vắng khách, chân ngồi sau răng quán, vừa rửa ly vừa ngâm nga câu hát như một thói quen mỗi khi cô làm việc gì đó giọng hát ngọt ngào của chân lúc bây giờ đã vô tình làm cho một người đi đường bên ngoài chú ý ông ta đứng lại lim dim đôi mắt hưởng thụ giọng điệu của chân rồi nhẹ gật đầu như rất thích thú lúc này người đàn ông bước vào quán ngồi xuống bàn ông ta không vội gọi nước ngay mà từ tốn đợi cho chân hát xong bài hát đoạn chân đứng dậy rồi ra gian bán nước để úp những cái ly lên kệ thấy bên ngoài có một vị khách ăn bận sang trọng Trần vội vã tiến tới hỏi. Dạ, dạ chú gì để con làm ạ? Gã đàn ông trùng niên, lúc bấy giờ mới thấy chân bước ra thì cả người như ngưng lại một nhịp thở. Bởi ông ta không nghĩ rằng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này lại có một người vừa đẹp, vừa hát hay đến như thế. Ờ, cô em cho anh một ly bạc xỉu đi. Ngồi bên ngoài, Gã đàn ông chăm chú nhìn chân đang nằm nước cho mình không rời mắt, dù chỉ một giây. Đoạn chân bê ly bạc xỉu ra đặt lên bàn. Gã đàn ông cất giọng địch trự. Cô em có thể bỏ chút thời gian ngồi xuống. Anh hỏi vài câu có được không? Lúc bấy giờ chân mới nhìn người đàn ông kia rõ hơn. Ông ta độ tầm hơn 40 tuổi, nhưng tóc tỉ đen bóng, chẳng có sợi bạc, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng láng, nước da thì trắng nhẹ, không đen đúa như mấy gã đàn ông ở quê mà cô vẫn thường hay thấy. Tay ông ta lại còn đeo một chiếc đồng hồ vàng sang trọng, cộng với bộ đồ tây lịch lãm kia nữa, thì chân biết chắc chắn ông ấy không phải người ở quê. Chân lấm tay buồn, thì làm sao mà có cái bàn tay kia được cơ chứ? Đoạn chân lại khẽ gật đầu, ngồi đối diện, gã đàn ông nhẹ nhàng cất tiếng. Trước tiên anh tự giới thiệu anh là long một người hay gọi là sáu long anh là chủ của đoàn hát kim tuyến vừa ở chợ cầu dừa của mình mấy hôm nay biết người đàn ông trước mặt là chủ một gánh hát chân vô cùng bất ngờ lẫn hồi hộp bởi thời bấy giờ nghệ thuật ca hát được ưa chuộng khắp mọi nơi đặc biệt là ở vùng miệt thứ như ở đây người dân rất ít được đi coi hát nên khi có gánh hát nào ghé qua thì xóm làng ai cũng đều yêu mến, cũng như hết lòng ủng hộ. Trần còn chưa biết nói gì, thì ông Long lại đáp. Vừa nãy anh nghe được em hát, thật sự giọng của em rất hay, em có muốn theo anh để đi hát không? Nghe ông Long nói, mà Trần không giấu được cảm xúc, cô thầm nghĩ đây không phải là ước mơ của mình bấy lâu nay sao? Trần ấp ống. Dạ, Dạ có thật không ạ? Ông Long đáp <laughs> Anh là người không thích nói đùa Cô em yên tâm Với sắc đẹp và giọng hát như vậy Cô em không cần phải vất vả Theo đoàn qua tỉnh này làm gì Ở Sài Gòn anh có một nhà hàng Nghệ sĩ Nếu như đồng ý Anh sẽ để cô em hát chính ở đó luôn Trần nghe ông Long nói Mà cứ nghĩ đây là một giấc mơ Thật sự là cô muốn đồng ý ngay bởi từ hôm Nguyên không còn đi làm được nữa, cô rất chán nản với cảnh vất vả vì phải đi sớm về khuya mà tiền kiếm được vẫn không đủ ăn qua ngày. Nhưng chân Thẩm nghĩ, nếu như mình bỏ đi như vậy thì có phải quá bội bạc với Nguyên hay không? Đoạn chân nhìn ông Long nhẹ giọng đáp. Dạ, có thể cho tôi suy nghĩ thêm một lúc không ạ? Ông Long. Được chưa, cô cứ suy nghĩ đi, nhưng mà phải nhanh lên đấy Vì sáng mai đoàn kim tuyến phải rời đi về Sài Gòn Nghĩ thông suốt Thì cứ đến đoàn tìm tôi Nói đoạn Ông Long đứng dậy lịch sự chào chân rồi rời đi Bỏ lại sau lưng ông Là vẻ mặt thẫn thờ với bao suy nghĩ Do dự của chân Cả ngày hôm ấy trôi qua Chân như người mất hồn Đầu óc cô không thoát khỏi được lời đề nghị Đầy danh vọng của ông Long Đến mãi khi về đến nhà Vẫn còn chìm đắm trong bao suy tư Cô không biết mình phải nghe theo con tim hay lý trí. Nằm trong căn buồng chật hẹp, Trần bỗng nhớ lại quá khứ cơ hàn mà cô và chồng đã trải qua hai năm nay. Cây đắng ngọt bùi, vui buồn đều có đủ. Trần quay sang nhìn chồng đang say giấc bên cạnh. Cô khẽ thì thầm. Em... xin lỗi. Tiếng cả gái nối tiếp vang vọng lên khắp nơi, Nguyên từ từ tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc, giơ tay lấy cây nặng bên cạnh, muốn bước ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy vợ đâu, anh khẽ nói một mình. Sao này đi sớm thế nhở? Bước khập khảnh tới chiếc bàn tre, lúc này Nguyên thấy một bức thư đã đặt dưới ấm nước, là nét chữ của chân trong thư viết. Khi anh đọc được bức thư này, thì có lẽ em đã đi một nơi rất xa rồi tình nghĩa vợ chồng mình có lẽ phải kết thúc ở đây thôi anh ạ à. em biết là mình thật bội bạc sau ngần ấy thời gian bên nhau em chọn cách rời đi như vậy nhưng thật lòng em không thể sống mãi với cảnh cơ hàn như thế này nữa xin anh hãy hiểu vợ tha thứ cho em em mong anh tiếp tục sống tốt em xin lỗi đọc xong bức thư phần hồn của nguyên như chết lặng anh không dám tin đây là bức thư chân để lại cho mình Nhưng sao có thể nhầm lẫn được Khi nét chữ kia rõ ràng là của chân Kể nạng gỗ ngã xuống bên cạnh Nguyên ngồi bẹp xuống đất Tay run run nắm chặt bức thư Vẫn đưa mắt chăm chằm đọc đi đọc lại Đôi ba dòng trên tờ giấy Hừ, Cũng đúng thôi Làm sao Nguyên có thể chấp nhận được chuyện này Một cách bất ngờ như vậy cơ chứ Tình nghĩa vợ chồng sau bao năm chung gối Trước giờ Nguyên vẫn một lòng giữ đạo tảo căng. Vậy mà đành sao? Chân bỏ đi để lại dòng đơn sơ. Một dòng thư đơn sơ. Vài chữ ít ỏi như thế này cơ chứ. Hỏi người, người có sót. Hỏi đất, đất có thấu chăng? Hồi... Dòng dâu bên bên bồi Mong em đổi già Ôi. Mong em đổi già Mà dìa dưới anh Thời gian thấm thoát như tôi đưa Mới đây mà đã một năm kể từ ngày chân rời bỏ nguyên để đi theo ước vọng Sóng ngã lá Nơi Nguyên ở bấy giờ vẫn vậy Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi Vẫn mái nhà tranh đơn sơ vách lá Vẫn chỉ một kẻ chống nặng Tới lui mỗi ngày Nếu có gì đổi khác Thì đó là lòng người Một năm ngắn ngủi thôi Mà nét mặt Nguyên giờ đây đã gầy gò hốc hác, Tiêu tụy đến độ Người quen cũng chẳng nhận ra Trên người lúc tàu cũng thăng thẳng mùi rượu cay Cứ mỗi chiều về người ta lại thấy nguyên ra bờ sông nhắm chén rượu nồng đôi mắt được buồn nhìn con nước chảy nơi đây ngày trước chân hẳn hay tiễn anh đi thả lưới nhưng còn đâu những ngày tháng cơ hẳn có nhau đôi uyên ương nay chỉ còn mỗi nguyên lẻ bóng một năm trôi qua nguyên cũng đã đi dò la khắp nơi mong biết được tung tích của vợ mình ở đâu nhưng mọi cố gắng của anh đều bị dập tắt bởi cái chân đi lại đã khó khăn hoàn cảnh cũng chẳng khá giả gì Mọi thứ đều như muốn chống đối lại chàng trai khốn khổ ấy Cảnh chiều tà phủ xuống một vùng quê Dưới bếp của căn nhà tranh liêu siêu Nguyên ngồi nhâm nhi ly rượu trắng Như muốn chút bỏ hết sự đời Bỗng trước nhà có tiếng gọi cất lên Nguyên! Nguyên ơi mày có nhà không? Là giọng của thằng Tuấn Đen Bạn từ thủa nhỏ của Nguyên Thằng này nghề chính là buôn trái cây từ quê lên Sài Gòn, rất ít khi ở nhà. Nhưng hễ ở nhà là nó lại sang bên đây tìm Nguyên để lai dai bà hột chuối. Hôm nay có vẻ như nó không tới đây để nhậu, bởi trên tay thằng Tuấn Đen đang cầm theo một tấm hình giấy, thái độ có vẻ hơi hối hả. Đoạn Nguyên dình ra sau, nghe tiếng bạn đáp lại bằng cái giọng say mèn. Mày à Nguyên? Cô đây, Vô đây lai dài với tao vài ly chơi mày. Tuấn đèn bước đến nhà sau, thấy Nguyên say mềm, thì lắc đầu ngao ngán. Đoạn thằng Tuấn đập tấm ảnh giấy lên bàn tre, nơi Nguyên đang ngồi. Làm rượu văng lên tung tóe. Tuấn lớn giọng. Mày mở mắt ra coi kìa. Bây giờ người ta là đào hát nổi tiếng ở thành phố. Lụa gấm vàng son. Nhìn lại cái thầy mày đi. Người không danh người. Ma chẳng ra ma. Bộ mày tính giống như vậy hoài hả Nguyên? Nguyên đáp. À, không, không nhậu thì thôi. Tự nhiên trời tao. Ê, à, thằng cùng. Mà tấm hình quái ở đây? Nói đoạn, Nguyên chậm chạp cầm tấm ảnh giấy lên nhìn. Đôi mắt anh bỗng như tỉnh ngay lập tức, khỏi cơn say rượu. Khuôn mặt biến sắc hoàn toàn, giọng Nguyên run run, đọc tên người trên ảnh. Ch 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 chân, chân tuấn nói đúng vợ mày đấy tỉnh chưa nguyên quay sang hỏi gấp sao, sao mày có tấm hình này ở đâu mày thấy hình này ở đâu ở trên thành phố dán đầy mấy tấm hình của con chân bây giờ người ta là đào hát nổi tiếng lại cặp kè với ông chủ đoàn hát kim tuyến nổi tiếng nhất nhì sài gòn mày nghĩ là nó còn nhớ tới mày à chỗ anh em tao khuyên thật mày bỏ đi mà làm người nguyên ạ Nghe tôi nói về chân mà lòng nguyên như thất lại. Anh không muốn tin, đó là sự thật. Không, tao không tin. Sao cho lại có thể thành người như vậy chứ? Mày, mày đừng có gạt tao. Tuấn nói. Tao gặp mày làm cái gì? Thử nghĩ coi, nếu con chân nó còn nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng với mày, sao một năm nay nó không về tìm mày hả? Nghe tôi nói tới đây, Nguyên im lặng, nhìn vào ảnh vợ. Đôi mắt anh rừng rừng nhỏ lệ, sâu trong thâm tâm nguyên chưa bao giờ anh hờn trách chân bởi anh biết rõ một phần trong chuyện này là do anh không lo được cho cô đầy đủ đứng bên cạnh tuấn đèn thấy thằng bạn thân của mình như vậy thì không cầm lòng được tuấn nói tiếp thôi được rồi sao mày khổ vì cái con bội bạc đó chứ nghe tao quên hết chuyện cũ đi phấn chấn lên mà sống mà làm lại cuộc đời nguyên đưa tay lau dòng nước mắt anh đáp mày, mày giúp tao một chuyện được không? Cho anh em, mày nói đi, giúp được tao giúp. Bài hôm nữa, mày đi buôn trên thành phố phải không? Cho tao lên trên đó với, tao muốn gặp chân một lần. Tuấn đèn nghe yêu cầu của Nguyên cũng vô cùng do dự, bởi Tuấn biết rõ môi trường trên thành phố vô cùng phức tạp, nếu nhiều lúc Nguyên gặp chân mà kích động gây rắc rối thì khó mà lành lặn trở về. Nhưng nhìn thằng bạn của mình đau khổ như vậy, Tuấn cũng không cầm lòng đặng. Suy nghĩ một lúc, Tuấn cất giọng. Cho mày theo cũng được, nhưng phải hứa với tao, lúc gặp con chân, đừng có mà kích động, làm gì bậy bạ đấy. Bây giờ, lúc nào người ta cũng có mấy thằng to con bảo vệ. Lực cực, ăn đòn nghe mày. Nguyên đáp. Ừ, tao hứa, Tao hứa mà mày yên tâm Thở bấy giờ Từ miền Tây xa xôi Mà muốn đi ghe theo đường sông nước Lên Sài Gòn Cũng mất hơn một ngày đường Luồn lách qua nhiều đoạn sông lớn nhỏ Là chiếc ghe mui của Tấn Đen Bên trong khoang ghe Được chất đầy những buồng chuối vừa chín tới Là đợt hàng mà Tuấn mang lên thành phố bán Ngồi trên mũi ghe Nét mặt nguyên như kẻ vô hồn Đôi mắt anh lúc nào cũng nhìn về một hướng xa xăm trông vô cùng não nuột. Từng cơn gió thổi lướt qua nỗi buồn của chàng trai trẻ, tiếng máy dầu cứ mãi vang lên cảnh cạch suốt quãng đường đi. Khi mà hoàng hôn vừa buông xuống, cũng là lúc chiếc ghe của Tuấn Đen tới một cốc sông nào đó ở quận 4. Đeo ghe vào bờ, Tuấn vỗ vai rồi nói Mày đợi tao ở đây, tao lên kiếm chỗ bãi đất trống. Ờ, à, để mướn bán chỗ chuối này, đừng có đi đâu nghe. Ở đây mà đi lạc là khỏi kiếm luôn. Ờ, à, mày đi đi. Khi bóng của Tuấn hòa dần vào đám đông trên bờ rồi mất hút, thì Nguyên cũng khập khẽnh chống từng cây nạn đi lên. Đoạn Nguyên lấy trong túi ra tấm ảnh của chân, được xếp vô cùng ngay ngắn. Đôi mắt ảnh được buồn đôi chút, lòng đân đân như một nỗi niềm khó tả. Tuy là Tuấn cần dặn Nguyên đừng có đi đâu lung tung, anh ở thế thôi, chứ nào có quan tâm tới lời thằng bạn. Bởi trong lòng anh bấy giờ vô cùng muốn gặp lại chân, người mà cả năm qua anh nhớ nhung đến não ruột. Cầm tấm ảnh giấy trên tay, cứ vậy mà Nguyên chống nạn đi khắp nơi như một người vô thức. Đoạn Nguyên cầm tấm ảnh giấy đưa cho một ông xe ôm ở quấy đường, giọng ấp ống. Ờ, bác, bác ơi, bác có biết người trong ảnh này không? Ông bác xe ôm độ tầm hơn 50 tuổi, cầm tấm ảnh giấy lên, nhờ mắt nhìn. Ờ, à, là cô ca sĩ Bảo chân đây chứ ai? Ngày nào cô cũng hát ở nhà hàng Kim Tuyến bên quận 5 hết ạ. Đôi mắt Nguyên như sáng lên, sau khi nghe ông bác xe nói, anh hỏi dồn chỗ, chỗ đó có gần đây không bác? Bác làm ơn chỉ đồ cho con qua đó, con con đồ ôn bác lắm. Ông bác ngồi trên chiếc xe cúp cũ màu đỏ, nhìn Nguyên bằng đôi mắt dò xét một lúc rồi đáp cũng gần muốn đi thì tao chở qua đó tiền xe mười nghìn nguyên ngờ nói đến tiền thì sờ sợn khắp người rồi nhìn ông bác ôm bằng đôi mắt tội nghiệp bác ơi con không có tiền bác chỉ đường cho con đi bộ qua đó được không bác ông bác ôm nhìn vào cái chân tật nguyền của nguyên rồi lắc đầu đáp Chân cẳng mày vậy rồi đi bộ gì mấy Thôi lên đây, tao chở qua dùm. Ờ, thật thật hả bác? Con cảm ơn bác. Xe chạy được một lúc, ngồi phía trước, ông bác hỏi Nguyên bằng cái giọng thân thiện của người Sài Gòn. Nhìn mày là tao biết dưới quê mới lên, mà cô cao sĩ Bảo chân là người quen của mày hả? Nghe ông bác xe ôm hỏi, mà Nguyên ngồi sau xe nhìn tấm ảnh giấy không chớp mắt. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ đáp. Dạ, chỉ là người quen cũ thôi ạ. À. Đoạn chiếc xe cúp đỏ của ông bác dừng lại tại một ngã tư lớn. Ông bác chỉ tay vào một nhà hàng bốn tầng sang trọng rồi nói. Đó, cái nhà hàng đó đó. Tầm khoảng 9 giờ tối có xe đưa cô Bảo chân tới đây hát. Muốn gặp thì bay ngồi đây đợi là được. Dạ, con cảm ơn bác ạ. À. Bác siêu nói. Ơn nghĩa gì mày ơi, thôi tao đi ạ. À nói đoạn bác xe ôm vút đi mất, bỏ lại nguyên đứng bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Bấy giờ anh mới để ý, không như cái bến hàng khi nãy mà anh vừa ghé tấp nập lại. Nơi đây lúc bấy giờ là một thành phố xa hoa, ánh đèn đỏ rực rỡ ở khắp mọi nơi, tiếng còi xe lúc nào cũng vang lên inh ỏi. đứng trước cảnh phồn hoa này, Nguyên cứ như một đứa trẻ vừa được sinh ra thêm một lần nữa. Mọi thứ trong mắt anh đều mới mẻ và lạ lẫm đến vô cùng. Ngồi tựa lưng vào một cây cột đèn bên đường, Nguyên vẫn nắm chặt tấm ảnh của chân, rồi nhìn vào các nhà hàng trang trọng có tên Kim Tuyến. Cứ hễ có chiếc xe máy hay chiếc xe xích lô nào ghé qua quán, Nguyên lại ngóng mắt lên nhìn, xem có phải đó là chân hay không. Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua, nơi đây dường như càng về đêm, lại càng trở nên nhộn nhịp Ánh mắt của Nguyên vẫn cứ mòn mỏi Nhìn về hướng nhà hàng Trong không khác gì Một đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về Lúc này bỗng có một chiếc xe taxi Dừng lại trước cửa nhà hàng Kim Tuyến Bước xuống xe Là một gã đàn ông độ hơn 40 khoác trên người bộ đồ Tây Vô cùng sang trọng Đoạn gã đàn ông mở cửa xe hướng còn lại Dắt tay một cô gái xinh đẹp mỹ biểu Chiếc áo dài màu vàng cô ta đang mặc Có những hoa văn kim tuyến Lấp lánh vô cùng đẹp mắt mái tóc dài ống ả à, phất phơ, nhìn sơ qua thôi cũng biết cặp người kia là hai người giàu có. Lúc này nguyên đứng gần đó thấy cô gái kia vừa bước xuống xe, thì miệng run lên, Như thể anh muốn thốt ra điều gì đó. đúng vậy, cô ấy chính là chân, không còn mộc mạc như nghề nào, chân giờ đây cứ như một tiểu thư đài cát, áo lụa vàng son. nhưng cho dù chân có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Thể nguyên, sao có thể không nhận ra được cơ chứ? Khập khảnh chống từng bước chân tiến về phía chân. Nguyên bấy giờ lòng đau như xé. Bởi sự thật trước mắt anh quả đống như những gì lời Tuấn Đen từng nói. Người vợ mộc mạc hiền lành mà anh yêu thương giờ đây đã không còn nữa. Sâu trong tầm can của Nguyên. Một năm nay, anh vẫn mơ ước có ngày chân quay về mấy nhà xưa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại đập nát mơ ước ấy từng mảnh nhỏ trần Giọng của Nguyên run run Phát lên từ phía sau Nghe tiếng gọi quen thuộc Chân bất giác quay lại nhìn Cô mất hết một lúc Mới có thể nhận ra kẻ tàn tạ Bần hèn vừa gọi tên mình là chồng cũ Trần vờ như không quen người xưa Lạnh lùng quay mặt bước đi tiếp Thấy vậy thì nỗi đau trong lòng Nguyên Lại như nhân đôi Phần chốc anh không cầm lòng được Anh nóng vội Lao tới chân mà cất tiếng gọi Tại sao? Tại sao lại tản nhẫn như vậy với anh hả chân? Em nghĩ rằng bỏ đi để lại một lá thư có thể rũ bỏ hết tình nghĩa vợ chồng hả chân? Cảm xúc dữ dội của Nguyên bấy giờ đã làm cho mọi người xung quanh chú ý. Trần vẫn lạnh lùng bước đi mà đầu không ngoảnh lại. Riêng người đi bên cạnh chân là ông Long quay lại nhìn. Ông ta đưa mắt dò xét Nguyên tỏ vẻ kinh thường nói. Thằng cố rách áo ôm này. Mày vừa nói cái gì đấy hả? nguyên không quan tâm đến ông long mà tiến đến tới chân những bước khó khăn anh đớn giọng trần em nói rõ đi sao lại đối xử với anh như vậy hả đoạn nguyên chưa đứng được gần chân đã bị ông long xô ngã ông long lớn tiếng bạn cái thằng này mày điên à người đâu hết rồi lôi cái thằng ăn mày lại đi chỗ khác cho tao ông long vừa dứt tiếng thì lập tức có hai ba tên cao lớn mặt mày dữ tợn tiến ra. Bọn chúng cậy sức, nắm kéo nguyên, lê lết ra nền đất, mặc cho anh chống cự vô cùng dữ dội. Giờ đây, khi thật sự thấy người mình thương thay lòng đổi dạ, nguyên vô cùng tuyệt vọng. Anh giáng sức, lớn tiếng mắng chửi. Bội bạc! Đổ bội bạc không chút lương tâm! Nghe giọng nguyên mắng chửi, ông Long quay lại, lớn tiếng bảo mấy tên to con bay, đánh quẻ giò còn lại của nó cho tao. Mạng kiếp. Đâu ra cái thằng điên như vậy hả trời? Nghe lời ông Nong, hai ba tên to con ấy kéo Nguyên ra hẻm cạnh đó rồi không nương tay đánh đập. Bọn chúng còn bẻ gãy cây nạng của anh ra từng đoạn rồi dùng những khúc cây ấy đánh anh đến độ bất tỉnh. Chẳng còn biết trời trăng gì nữa, bọn chúng mới chịu ngương tay. Vài giờ sau, Nguyên dần dần mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn nằm trong con hẻm ban nãy thân thể đầy những vết bầm tím, cả người đau đến độ chẳng thể cử động được nữa. Ngó qua bên cạnh thì thấy cây nạng của mình giờ đây đã gãy thành từng đoạn. Nguyên đau đớn bỏ ra khỏi con hẻm, rồi từ từ đứng dậy, lê lết cập kiễng từng bước chân khó nhọc. Nguyên cứ đi mãi, đi mãi trong vô thức. Nước mắt anh ướt ra, tự lúc nào anh cũng chẳng biết. Hơn một giờ sáng, tuy không còn nhộn nhịp như ban nãy, nhưng vẫn không ít người qua kẻ lại trên đường. Cảnh vật lẫn con người Sài Gòn có vẻ rất bận rộn, nên chẳng ai để tâm tới một kẻ đau đớn tâm can đang lê lết trên từng con lộ. Ánh đèn đường bóng, được bóng mất, mãi một đoạn dài xa xăm như thước phim buồn kỷ niệm đang lướt qua đầu nguyên. Giờ anh chẳng còn chút sức nào đọc lại, ngồi bẹp xuống một ngã tư đang lưa thương người lui tới, tựa lưng vào một cây cột đèn bên cạnh, rồi vô thức nhìn xung quanh. Tùy thể xác rất đau, nhưng thứ khiến anh gục ngã, có lẽ là vết thương trong lòng. Ngồi cách nguyên không xa mấy, bấy giờ có một ông lão ăn xin bị mù, đang ngần ngà cầu vọng cổ với chiếc bồng lăng, ở chân có mấy mấy nhịp. Câu từ giọng điệu của ông lão tuy đơn giản, nhưng lời hát của ông khiến nguyên như thấy mình ở trong đấy. Hát đến đây, bỗng ông lão mù ngưng giọng. Ông im mặt một lúc, như thể để lắng tai nghe điều gì, rồi cất tiếng. Ai? Ai đang ngồi bên cạnh tôi đây? Nguyên bấy giờ, bị tiếng nói của ông lão làm cho tỉnh lại. Anh đưa mắt nhìn ông lão mù như đồng cảm sâu sắc. Dạ, con cũng là một kẻ lang thang như ông thôi ông ạ. À. Ông lão. Hừm, giọng cậu còn trẻ. Nhưng sao lại chất chứa nhiều đau thương đến vậy? Huyền có hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông lão. Anh thở dài một hơi tử tốn. Vì có thấy hoàn cảnh của mình cũng như bài vọng cổ ông vừa hát. Nên có chút nao lòng ông ạ. À. Ông lão. <laughs> Là chuyện vợ chồng ư. Ừ. nói? nói. <laughs> Bây giờ không còn là vợ chồng nữa rồi Ở trên đỉnh của giàu giang Người ta quên hết ngày tháng cơ hẳn có nhau ông ạ Chỉ có con Còn nặng lòng Nên mới chịu khổ như thế này Ông lão trả lời À ha, <laughs> Cớ chi mà phải mất ngủ Với một người đang ngon giấc Dù gì thì vẫn phải sống Vậy nên ôm phiền muộn sống tiếp hay vứt bỏ nó lại đều do mình cả. Rồi xa ta là do họ, nhưng có đau khổ hay không lại do chính ta. Chỉ vài câu ngắn ngủi của ông lão mù mà như khiến Nguyên bừng tỉnh khỏi mọi chuyện. Anh tựa lưng vào góc cột đèn, nhìn vào bóng xa xăm, khẽ mỉm cười như chút bỏ hết đau thương vướng bận. Ở bên cạnh ông lão lại vang lên tiếng câu hát còn đang răng dở. Ôi ngắn ngẩm bấy nhân tình thế thái, não nồng thay câu độc phụ nhân tâm, lòng sở vương như muối sắt kim châm, giật mấy kẻ ân tình không giữ trọn. Lúc này, Nguyên bỗng thấy có một chiếc xe máy khá quen tiến lại phía của anh. Khi chiếc xe dừng lại bên cạnh, anh mới thấy rõ đó là bác xe ôm tốt bụng lúc chiều nhưng phía sau bác ấy còn trở thêm một người, chính là Tuấn Đen, bạn anh. Đoạn Tuấn Đen vội vã xuống xe khi thấy bộ dạng tà tơi của Nguyên. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này, tao dặn mày ngồi yên cơ mà. Sao đi đâu, để tàn tạm như thế này? Nguyên khẽ gãi đầu cười không nói. Tuấn bây giờ cũng thấy đôi mắt của Nguyên như không còn sầu khổ nữa. Anh dường như đã hiểu được vấn đề, Tuấn nói tiếp. Cũng hên là bác Triều chạy xe ôm đây quen biết với tao. Chứ không thôi là cha tao cũng không kiếm được mày nữa. Thôi lên xe về. Nhìn mày, tao biết có chuyện rồi. Cái thằng thiệt tình. Đã nói rồi mà không nghe. Nói đoạn, bác Triều tống Tuấn và Nguyên lên chiếc xe cúp của mình. Rồi thì một lúc sau, bóng dáng của họ dần khuất trong ánh đèn đường thành thị. Bỏ lại phía sau là tiếng ngân nga của ông lão mù ăn xin sáng ngày hôm sau. Sau khi bán hết số chuối, thì Nguyên và Tuấn cũng lập tức về quê. Tiếng máy dầu cảnh cạch lại vang lên. Nguyên ngồi trên ghe, ngoảnh đầu nhìn lại. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Như thể đã đặt lại hết yêu thương mù quán ở chốn đô thành xa lệ này. Nhưng có thật sự là khi con người ta muốn làm lại, thì cuộc sống sẽ mở cho họ một lối rẽ không? Vài ngày sau, buổi tối trong một căn phòng sang trọng ở Sài Gòn, Tiếng còi xe tấp nập bên ngoài đang kêu lên công ngớt. Tiếng tựa bên khung cửa sổ. Nhìn ra, những chiếc xe đang vội vã chen nhau. Là ánh nhìn vô hồn của chân. Đôi mắt lò toàn của cô đã khiến ông Long chú ý. Tiến lại, xoa vào bờ vai thon thả của chân. Ông Long nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay, anh thấy em có vẻ sao sao đấy. Chân nghe ông Long hỏi thì lại càng tỏ ra lo toan, cô đáp. Anh nhớ cái người chống nặng hôm bữa không? Cái thằng khố rách áo ôm quài chân, bảo em là vợ nó đi à? Này, đừng có nói là thật nha. Trần giữ thái độ lạnh lùng, bước ra ghế bên cạnh ngồi xuống. Cô không nói gì mà nhìn ông Long rồi khẽ gật đầu. Thấy vậy, ông Long liền hỏi dồn Trời đất ơi, sao không nói cho anh biết sớm lỡ mà người ta biết được ca sĩ bảo chân đối với chồng cũ như vậy thì danh tiếng của em đổ nát lập tức đấy trần thể dài mệt mỏi thì mấy hôm nay em cũng lo lắng chuyện đó không biết sao tên quẻ đó lại tìm được tới đây đúng là mệt mỏi mà đáng lẽ chuyện như vậy em phải nói sớm thì anh đã có thể sắp xếp ổn thỏa rồi bây giờ thì hơi khó khăn rồi đây <laughs> chân chậm ngâm một lúc không nói gì. Trong đầu cô, bỗng lóe lên một suy nghĩ tàn độc. Đoạn cô nhìn ông Long bằng đôi mắt sắc lạnh, rồi cất giọng. Người chết thì không thể nói chuyện được mà, đúng không? Ngay lập tức, ông Long liền hiểu ý của chân. Dù gì thì ông cũng không muốn cô gặp chuyện, bởi ở đất Sài Gòn này, bấy giờ không ít các nhà hàng nghệ sĩ cạnh tranh với nhau gay gắt. Và chân lúc này thì đầy những đại gia mê mẩn mà tìm đến nhà hàng kim tuyến để được ngắm cô và nghe cô hát với ông lòng chân không chỉ là tình nhân mà còn là con gà đẻ trứng vàng vậy nên phải làm gì để giữ danh tiếng cho cô ông cũng không ngại cho dù có giết một vài mạng người đi chăng nữa cũng được đúng đúng lắm người chết thì làm sao có thể nói chuyện được chứ <laughs> Vậy anh có cách thực hiện chưa? Tưởng gì khó khăn Chứ chuyện này quá đơn giản Anh em nhà thằng Khanh Thằng cương, Em biết chưa? Là hai thằng giang hồ Dưới trướng của ông Mười Sẹo đó ư Đúng vậy Cho hai thằng nghiện đó một chút thuốc Một chút tiền Thì đừng có nói một thằng quà Dù có tám thằng quà đi chăng đốt Bọn chúng cũng lò được <laughs> <laughs> Trở lại với con kinh ngã lá bình yên Từ hôm đó đến nay Nguyên Dũng chẳng còn u sầu Hay phải bận lòng chuyện cũ Bởi ít ra thì Nguyên cũng biết rõ Là giờ đây Trần đang sống tốt Nên chẳng còn việc gì anh phải tự hành hạ bản thân Nhiều lời ông lão mổ từng nói Bỏ đi là người ta Nhưng đau lòng hay không Lại do bản thân mình quyết định Vậy nên Nguyên dặn lòng từ bây giờ về sau sẽ phải sống thật tốt, quên tất cả và chẳng còn liên quan gì đến chân nữa. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ chiều. Cảnh quê thì đâu như trốn đô thành xa hoa rực rỡ. Bởi nơi đây, thứ duy nhất soi sáng tất cả chỉ có ánh mặt trời và ánh trăng. Khi hoàng hôn vừa xuống thì mọi thứ đều chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Không có tiếng còi xe, không có tiếng người nhộn nhịp, chỉ có tiếng ếch nhái ảnh ương như những nghệ sĩ lưỡng cư đang cùng nhau hòa sướng một bản nhạc đồng quê ảm đạm. Phía sau căn nhà tranh nhỏ hẹp, bóng dáng của Nguyên đang chậm chạp dọn bữa cơm trễ lên bàn. Bên cạnh là ánh lửa đèn dầu như đang nhảy múa không ngưng. Rồi vào mâm cơm, Nguyên sắn tay áo chuẩn bị thưởng thức bữa tối, thì phía trước nhà có tiếng người lạ vang lên, giọng nói hơi dữ tợn. Có ai ở nhà không? Nghe tiếng người gọi, Nguyên vội vã bước ra. Chưa đến cửa, anh đã thấy có hai người đàn ông đang song song bước vào. Đoạn Nguyên rẻ chừng nhìn hai gã kia rồi hỏi. Ờ, hai anh là ai vậy? Lúc này, một trong hai tên kia cầm cái đèn pin dọi thẳng vào mặt anh. Như thể đã xác định người bọn chúng muốn tìm có đúng hay không. Tên cầm đầu đáp. Đúng là thằng này rồi, sau đó đi tên cầm đèn vừa dứt câu thì tên còn lại rút ra một con dao nhỏ nhanh như cắt hắn lao đến nguyên rồi chẳng ngần ngại xuyên thẳng vào bụng anh một nhát trí tử quá bất ngờ lẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình nguyên chỉ biết chống cự để cố gắng bỏ chạy nhưng khổ nỗi với một cái chân chống nặng thì sao anh có thể chạy khỏi được nơi đây với hai tên khỏe mạnh kia chứ đoạn nguyên dùng sức đẩy tên vừa đâm mình ra rồi cố sức kêu Cứu! Cứu tôi với! Đường quê đất trống, nhà cách nhà với nhau cũng mấy trăm thước, lại đang là lúc đêm, vậy nên tiếng kêu cứu của Nguyên bây giờ quả thực là vô vọng. Và hiển nhiên mọi chuyện sẽ không diễn ra như cổ tích. Cầu kêu cứu của anh còn chưa dứt, thì tên cầm đèn pin đã nhanh tay cua lấy cái ghế đầu cạnh đó, đánh mạnh hết sức vào đầu của Nguyên. Nhận cô đánh như trời rắn, Nguyên ngã người ra sau bất động, Tên kia dường như sợ Nguyên vẫn chưa chết, nên tiến tới, dùng ghế đầu bồi thêm vài nhát vào đầu Nguyên liên tiếp không ngưng. Những âm thanh chát chúa vang lên trong căn nhà tranh. Đến khi máu ướt đẫm đỏ ra nền, thì mấy tên ấy mới chịu ngừng tay. Và giờ đây, Nguyên đã hoàn toàn nằm im bất động. Đôi mắt anh vẫn còn mở toang ra, nhưng chỉ còn lại mỗi lòng trắng. Máu từ đầu vẫn cứ tuôn ra không ngớt, cả thân thể cứ run lên liền hồi giật giật mấy cái rồi nằm im bất động bấy giờ tên cầm dao cất giọng lạnh lùng rồi cái xác thế nào anh cương Khương vứt mạnh cái ghế đầu đã thấm đỏ máu sang bên cạnh lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi đáp cái giọng bình tĩnh thì như chú lầm đã cần dặn bỏ vô bao lượng khúc sông sâu vứt mạnh nó xuống là được loay hoay một lúc thì bọn chúng cũng đã bỏ xác nguyên vào một chiếc bao tải bầu trời hôm nay không chăng cũng chẳng sao mây đèn che phủ tất cả khiến cho hai tên răng hồ cương vào khanh rất thuận lợi để hành sự khi vác chiếc bao đang nhỏ máu ra ngoài thì cương chỉ xuống mé sông gần đó ê khanh có chiếc xuồng kìa bỏ nó xuống xuồng tìm chỗ nào xa xa, vớt là được hai tên nhọc nhằn đưa xác nguyên xuống chiếc xuồng nhỏ bầu trời lúc này như cấp thương cho cuộc đời chàng trai xấu số những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi rồi dần dần nặng hơn cảnh mưa đêm hôm nay u ám đến lạ kỳ bầu trời lâu lâu lại lóe lên vài ánh chớp làm lộ rõ khuôn mặt lạnh lùng của hai tên sát nhân tàn độc bọn chúng trèo xuồng đến một cốc sông mà bọn chúng cho rằng là mực nước sâu mỗi kẻ một đầu bao tải không chút do dự mà vứt sắc nguyên xuống đấy sắc Nguyên cứ thế chìm chìm xuống đáy sông lạnh lẽo Dưới ánh đèn pin mờ ảo Đôi mắt của bọn họ Vẫn chăm chú đợi chờ sát nguyên chìm xuống hẳn Mới yên tâm bỏ đi Một giây Hai giây Rồi ba giây Cho đến gần một phút trôi qua Cái bao tải chứa xác của Nguyên Vẫn cứ nổi lềnh phành trên mặt nước Máu trong bao Vẫn cứ từ từ lan khắp một vũng trên sông Hai tên sát nhân lúc này nhìn nhau Lộ rõ sự bất ngờ Nhưng cả hai bọn chúng đều là những kẻ máu lạnh chẳng kẻ nào tỏ ra sợ hãi trước điều kỳ dị đang diễn ra một tên bực dọc cất tiếng Mọi kiếp làm cái chó gì mà nó không chìm nhỉ thấy vậy thì tên còn lại liền lấy cây đèn trên tay nhấn mạnh xuống cái bao nước lúc này cái bao mới dần dần chìm xuống hẳn đáy sông tăm tối hai tên dắt nhân lúc này mới yên tâm trèo xuống bỏ đi bầu trời đêm nay vẫn cứ mưa như chút nước giờ đây tên cương và tên khanh đều ướt như chuột lột vậy nên bọn chúng cũng muốn lập tức bỏ đi khỏi nơi đây nhưng bỗng từ đâu lại có tiếng phụ nữ du con hát vang vọng cả khúc sông đêm khiến cho bọn chúng phải dừng tay trèo để quan sát à... chiều chiều ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ ruộng đau chính chiều. À, chiều chiều chim dịch kêu chiều Bâng quân nhớ mẹ chính chiều ruột đau. Trong bóng đêm mịt mù phía trước, ngoài những giọt nước mưa đang nhảy lăng tăng trên sông, thì hai tên giáp nhân còn thấy được một chiếc vỏ lãi đang chui chậm chậm về phía chúng. Lúc này, tình khánh lấy chiếc đèn pin, soi vào, thì thấy trên vỏ lãi có một dáng người phụ nữ, tóc tai rũ rượi, ướt đẫm bởi nước mưa. Cô ta ngồi quay mặt vào phía bờ, ngân nga câu hát. Những câu từ kia, tuy bình thường, nhưng giọng điệu ấy cứ vang lên như từ đáy địa ngục vậy. Âm thanh vang vọng qua từng kẽ lá, khiến cho hai tên sát nhân máu lạnh cũng phải kẽ dùng mình vì sợ. Khi chiếc vỏ lãi trôi ngang qua chiếc xuồng của hai tên sát nhân, Tinh Khương cầm đèn pin soi thẳng vào lưng của người phụ nữ, rồi lớn giọng trợ búa. Ê con kia, nãy giờ mày có thấy tụi tao làm gì không? Quay mặt coi! Người phụ nữ ngồi bên kia vẫn lạnh lùng ngâm nga câu hát, như thể xem hai tên sát nhân không hề tồn tại. Thấy chiếc vỏ lãi trôi qua, thì tên Khanh liền vun cái đầm trèo, nhanh theo. Vừa treo, hắn vừa trời. Bạn con kia, Tao dỡn mặt với mày đó hả? Con ruột nhỏ băng băng đuổi theo, đoạn đến gần chiếc vỏ lãi, thì tên Khương liền rút dao, nhảy sang. Nhưng bỗng nhiên, chiếc vỏ lãi biến mất một cách thần kỳ trước mặt hai tên sát nhân. Tên Khương vì mất trốn nên cũng tái xuống sông ngay lập tức. Chứng kiến thấy Khương rơi xuống nước, Khanh liền vội tiến đến mũi xuồng. Hắn soi các đèn pin tìm Khương để kéo đồng bọn lên. Kỳ lạ, lúc bấy giờ mặt nước chẳng có chút gợn sóng. Mọi thứ tĩnh lặng, nhưng không có dấu hiệu là vừa có người rơi xuống nước. Nét mặt tên cảnh lúc này có chút bối rối, hắn gọi lớn. Khương, Khương ơi! Đáp lại tên cảnh bấy giờ, chỉ là tiếng mưa rơi xào rạt ở khắp nơi. Nét mặt hắn dần chuyển sang lo sợ. Đoạn hắn cua cây rầm, rồi đập đập xuống chỗ Khương vừa mới té xuống, mong có thể tìm được đồng bọn của mình. Nhưng chẳng có gì cho thấy rằng Khương đang ở dưới nước cả. Tuy có chất sợ hãi, nhưng dù gì bọn chúng cũng là anh em ruột, bỏ nhau là chuyện không thể nào. Đoạn tên Khanh cầm chiếc đèn pin nhảy xuống sông để tìm kiếm. Nhưng mọi cố gắng của hắn đều trở nên vô vọng, bởi dưới đó bây giờ chẳng có gì ngoài bóng tối và nước sông lạnh lẽo. Bất lực mệt mỏi, đành bỏ cục leo lên xuồng. Khanh bất giác cảm thấy có điều gì đó rất lạ nhìn lại phía mũi xuồng, hắn ta hoảng hốt khi thấy một người phụ nữ hát dù khi nãy. Lần này thì hắn có thể nhìn rõ mặt người đó, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đầy những sợi chỉ máu, nổi lên từ cổ cho đến mặt. Người phụ nữ ấy đang đưa đôi mắt đen tuyền sâu hun hút nhìn hắn. Chứng kiến cảnh tượng đó, ngay cả tên sát nhân máu lạnh như khanh cũng phải sợ ngất ngửa. Hắn hốt hoảng nhảy xuống sông để mong có thể chạy thoát thân. Nhưng khi vừa nhảy xuống nước thì hai chân hắn cứ như bị có thứ gì đó ghi chặt lại. Chẳng bơi rồi, dù chỉ một tấc. Trong cơn hoảng loạn, do ngộp nước, hắn cảm nhận được có ai đó đang ôm chân mình rất chặt. Không những vậy, bên tay hắn lúc này còn thi thoảng cất lên tiếng trẻ con đùa cỡn. Xuống đây đi, xuống đây chơi vui lắm. xuống <laughs> đây nào. Dần dần thì tên Khanh cũng mất hết nhận thức Hắn ta bắt đầu chìm xuống Thân thể hắn đã chạm đến tận đáy sông Nơi mà tên Khương từ nãy đến giờ đã chết lạnh ở đó Nét mặt của hai bọn chúng đều như nhau Đều lộ ra sự sợ hãi Một tiếng sét tinh tài vước óc vừa vang lên Trên mặt nước lúc bấy giờ Cơn mưa vẫn cứ lạnh lùng rơi Chẳng còn thấy bóng dáng của người phụ nữ ban nãy đâu nữa Chỉ còn lại mỗi chiếc xuồng nhỏ đang tự trôi theo dòng sông hởi hợt và tiếng hát bi oan từ đâu vẫn cứ văng vẳng vang lên xen qua từng giọt mưa rồi vọng khắp cả một đoạn sông tĩnh mịch sáng hôm sau khi con nước dòng vừa xuống thì người dân cũng phát hiện ra hai cái thi thể lạ mặt ở dưới mé sông chỉ có mỗi nguyên là vẫn còn nằm đâu đó dưới khúc sông ngã lá và có lẽ mãi về sau cũng chẳng ai tìm được anh người dân sống ngã lá lúc bây giờ cũng chỉ lo bàn tán xôn xao về hai cái xác của người lạ. Vậy nên cũng chẳng ai bận rộn hay bận tâm tới một kẻ độc lai độc vãng như Nguyên vừa mất tích khỏi cái xóm này. Thời gian cứ như vậy mà âm thầm trôi qua, thấm thoát từ hôm ấy đến nay cũng đã hơn một năm. Phía ông Long và Trần lúc đầu khi nghe tin hai tên giang hồ họ thuê chết thì cũng hơi lo sợ. Nhưng cho đến nay, khi mọi chuyện vẫn bình yên thì cả hai cũng dần xem như không có chuyện gì. Cứ như vậy mà họ bình thản sống ngày qua ngày, xem như tội ác gây ra bị chìm vào trong quên lãng. Hôm nay cũng là một đêm sương gió, y như cái hôm mà Nguyên đã mãi mãi ra đi khỏi thế nhân. Trên còn sông ngã lá vắng lặng đến giợt người, bỗng một tiếng sét đánh thẳng xuống sông. Nơi mà cách đây, gần một năm trước hai tên sát nhân đã vứt xác Nguyên xuống đó ủnh ừ một tiếng. Tiếng sét vừa dứt thì gió kéo đến vô cùng dữ dội, bỗng từ dưới đáy sông lạnh lẽo nổi lên một cái bao cũ nát. Bầu trời nhá chớp sáng rực liên hồi, mỗi lần như vậy là lại thấy rõ trong cái bao kia có một ánh mắt trắng bạch đang nhìn ra ngoài. Cùng lúc ấy, ở xa xa đâu đó, tiếng chó chu vang vọng khắp nơi, cùng với tiếng mưa, tiếng gió tạo nên một âm thanh hỗn tạp khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người. Sài Gòn hôm nay vắng vẻ về đêm, chắc có lẽ vì cơn mưa ngày hôm nay không ngớt. Trong căn phòng sang trọng, Trần đang điệu đà ngồi bên chiếc bàn trăm điểm để tẩy trang sau một ngày dài trên sân cấu. Bỗng cổ như chết lặng khi thấy một khoảng không trước mắt ướt đẫm máu phản chiếu trên gương trước mặt mình. Giật bắn cả người, chân hoảng loạn làm đổ vương vãi đống đổ trên bàn trang điểm. Đoạn Trần nét mặt sợ hãi quay ra sau lưng thì chẳng thấy gì cả. Ngoài cánh cửa sổ đang thấm đẫm nước mưa và tiếng gió vi vu thổi, cùng lúc ấy cánh cửa chính bỗng mở ra, khiến cho một lần nữa chân như hồn lìa khỏi xác vì giật mình. Nhưng ngay lập tức, tiếng nói của người vừa bước vào khiến cô chấn tĩnh lại ngay lập tức. Sao thế? Vừa làm đồ thứ gì hay sao mà ồn ào vậy? Là giọng của ông Long. Trần thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm đáp ờ à, à, không có gì nói là vậy thôi lúc này chân hoàn toàn cảm nhận được cái gì đó đang bất an nó cứ như một đôi mắt vô hình nào đó đang âm thầm theo dõi phía sau cô còn mưa bên ngoài bấy giờ như càng thêm nặng hạt khiến đèn trong phòng của chân vừa tắt cùng lúc ấy bên ngoài cửa sổ lại lộ ra một đôi mắt trắng bạch đang nhìn vào trong đôi mắt ấy mang đầy sự thù hận cũng như giận dữ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, lấy đôi gian phu dầm phụ vậy. Uổng ừ một tiếng nữa. Hai tiếng sét bên ngoài vẫn cứ còn vang lên công ngất. Tính xét vừa rồi cũng vô tình làm chân tỉnh giấc. Cô Lùi cùi ngồi dậy thì không thấy ông Long nằm bên cạnh mình. Trong căn phòng kín, bất giác chân cảm thấy một luồng gió lạnh từ dưới đất thổi lên, khiến cho cả người cô tự động run lên một cách vô thức. Đoạn chân run run Cất tiếng gọi ông Long. Ê, anh Long, anh có trong nhà vệ sinh không? Vừa gọi, chân vừa nhìn về hướng nhà vệ sinh. Nhưng cánh cửa nhà vệ sinh bây giờ đang mở toang ra. Bên trong là bóng tối chẳng thể nào nhìn xuyên qua được. Giọng Trần gọi lớn hơn nữa. Anh Long, anh Long ơi, anh Đông đâu rồi? Láp lại Trần lúc này, chỉ có tiếng mưa tí tách bên ngoài. cổng lốc ấy dưới cầm giường có tiếng người vang lên. Cái giọng ấy chân nghe vô cùng quen thuộc Lạnh Lạnh quá Bao lâu này Anh nằm lạnh lẽo dưới đáy sông Vậy mà em vẫn vui vẻ Ấm mềm bên người tình sao Phải rồi Chính là giọng nói của Nguyên Bảo nằm trần cối Chẳng lẽ chân không nhận ra giọng nói của anh hay sao chỉ khác là lần này, cái giọng ấy nghe lạnh lẽo, nghe chua xót đau cổ đến vô cùng. Trần lúc này sợ hãi đến, miệng chẳng thể nào cất thành lời. Đưa đôi mắt đỏ, nhìn xuống gầm giường, nơi mà có một bàn tay trắng bạch đang thò ra ngoài, rồi dần dần là cả một cơ thể. Trần như chết lặng khi chứng kiến thấy cảnh trước mặt. Bởi kẻ đang bò từ gầm giường cô, không khác gì một con quỷ. Cả người trắng bạch và liên tục nhảy ra một thứ nước nhảy nhuộm ghê gớm. Nhưng thứ đáng sợ hơn nữa chính là phần đầu của nó đang quay lên nhìn chân. Đôi mắt chỉ có màu trắng, khuôn mặt và đầu đầy những vết thương. Máu từ đó chảy ra không ngừng, miệng thì lầm bầm liên tục câu. Lạnh, lạnh quá, lạnh lắm. Lúc này thì nỗi sợ của chân đã lên tới hít đỉnh điểm. Cô chỉ biết nhắm mắt, bịt tay rửa la lớn không không em xin lỗi không chân chân em sao vậy tiếng gọi của ông long làm cho chân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nhưng nét mặt của cô bấy giờ vẫn in hằng rõ rệt nỗi kinh hoàng chán tồn mồ hôi như tắm đoạn chân bất giác nhìn xung quanh một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết vừa rồi chỉ là ác mộng chỉ là một giấc mơ không sao, em gặp ác mộng thôi. Năm giờ sáng, sau cơn ác mộng đêm qua, thì chân chẳng thể nào ngủ được. Cứ hãy nhắm mắt là cô lại thấy khuôn mặt máu me và đầy những vết thương của Nguyên hiện lên trong đầu. Bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt có đầy tiểu tụy. Trần nhìn vào gương rồi cố chấn tĩnh bản thân. Cực không sao cả. Chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi. Lúc này không hiểu sao chiếc gương trước mặt chân nứt ra một mệt nhỏ, còn chưa hết bàng hoàng thì chân lại thấy khuôn mặt đêm qua phải chiếu trong gương. Lần này thì cô nhìn rõ hơn, bởi bây giờ cơ thể chân như là đang chờ chồng, chẳng quay mặt hay nhúng nhít được gì một chút. Trong gương cô thấy rõ những dòng máu đang chảy xuống mặt kia, chính là nguyên. Cái bàn tay nhảy nhụa màu trắng như bị ngâm nước sâu ở lâu ngày dưới nước vậy. Anh dần dần đưa lên cổ chân rồi siết mạnh. Trần bấy giờ chỉ có thể đổ hai dòng lệ bất lực nhìn mình ở trong gương. Cô cảm nhận được từng hơi thở của mình bắt đầu nhọc nhằn khó khăn hơn. "Trần, Trần. Em bỏ ra trong nào, làm gì vậy?" Cứ như một mê cung giấc mộng không có lối thoát, Trần một lần nữa được giọng của ông Long gọi vụt dậy, nhưng lần này không phải là mơ, rõ ràng cô đang đứng trước gương rồi tự dùng tay bóp cổ chính mình. Thấy nỗi kinh hoàng trong đôi mắt của Trần, ông Long lo lắng hỏi. Em bị sao đây? Tự nhiên bóp cổ của mình, tới tí mặt tím mày là sao? Trần bắt đầu nhớ lại những chuyện đêm qua tới giờ mình đã gặp. Cô khóc lóc sợ hãi run run đáp. Là hắn, H hắn phải bảo thủ chúng ta. Không được, phải tìm mọi cách, để hắn phải hồn siêu vách tán đôi mắt của Trần bấy giờ hiện rõ lên một sự điên loạn. Những sợi chỉ đỏ trong lòng trắng hiện lên, khuôn mặt bấy giờ của cô tiêu tụy hơn rất nhiều. Lúc bấy giờ ở quận 5, có một bà thầy Pháp người Hoa rất nổi tiếng. Từ xem bói cho tới đánh ma trừ quỷ đều rất giỏi. Mọi người gọi bà ta bằng cái tên vô cùng thân thiện đơn giản. Đó là bà Từ. Bà Từ hành nghề này đâu đã mấy mươi năm nay trong giới không ai là không biết. Do tính tâm vang xa nên người tìm gặp bà lúc nào cũng đông nghẹt. Vậy nên ai muốn tìm bà giúp đỡ không chỉ phải bỏ ra một số tiền lớn mà còn phải mòn mỏi xếp hàng chờ đợi. Biết là người tài phép như vậy thì ông Long và chân cũng không ngại bỏ ra công sức và tiền bạc đến gặp bà Từ. Trong căn chung cư khá cũ, được xây dựng theo kiểu người Hoa, tiếng guốc giày của ông Long và chân vang lên cổng cọc trong hành lang đầu bốn họ dừng lại trước một căn phòng không lớn nằm ở cuối hành lang. Bên trong khá thiếu thốn ánh sáng, chỉ có mấy cây đèn cầy được thắp lên đơn sơ bên cạnh một bà lão lớn tuổi. Thấy hai người vừa bước vào, thì bà Tư liền lạnh lùng cất giọng. Về đi, người như các người, ta không tiếp. Chân và ông Long không hiểu nhìn nhau, ông Long từ tốn đáp. Sao bà vừa gặp đã đuổi chúng tôi về? Bà biết bọn tôi là ai sao? Bà Tư ăn mặc đơn giản, khuôn mặt tuy đã nhăn nhau do tuổi tác, nhưng nhìn phúc hậu vô cùng. Bà Tư ngước lên nhìn chân vào ông Long rồi lắc đầu. Một kẻ tham phú phụ bần, một kẻ hắm xanh hám lợi, nghiệp ác tỏa ra, thì thần tiên cũng không giúp được đâu về đi. Nghe bà Từ nói vậy, thì ông Long rõ ràng đoán rằng bà lão nói vài câu như thế chủ yếu là muốn vòi tiền. Ông Long lớn tiếng. Này bà già, đừng có nghĩ rằng bản thân có chút tiếng tâm, nói gì thì nói. Biết tôi là ai không? Hả? Bà Từ đáp. <cười> <cười> Biết chưa? Là một kẻ sắp gặp sát thần Ông Long Mẹ cái bà già này Về chân Anh dẫn em đi tìm người khác Còn bà đấy Cẩn thận Kẹo không có làm ăn được ở trốn Sài Gòn đấy nữa đâu Đoạn ông Long nổi nóng Kéo tay chân bỏ đi Hai người bọn họ đi mất Thì trong bóng tối nhà sau Có vóc dáng một thanh niên bước ra Người đó chẳng ai xa lạ Mà chính là Tuấn Đen Người bạn trí thân của Nguyên nghề nào đoạn tuấn đen lễ phép ngồi xuống bên cạnh bà từ cất giọng con cảm ơn bà nó giúp ạ à? bà từ xoay nhẹ đầu tuấn đen miệng cười huyền hòa nhưng đôi mắt thì lạnh nhìn về hướng ông long và chân vừa đi và nói Kẻ nếu như còn không gặp ta trước thì ta cũng chẳng giúp hai kẻ lầm lăng dạ sói đây đâu hai tạo nghiệp nào thì gặp nghiệp đó. Sợi dây sinh mệnh của bọn chúng sắp tận rồi. Quay ngược thời gian, lại cách đây vài tháng, lúc mà Nguyên vừa bị hai tên sát nhân giết hại, lúc bấy giờ có lẽ chỉ có người bạn thân của Nguyên là Tuấn Đen phát giác chuyện đó. Bởi anh là người duy nhất theo chân Nguyên lên Sài Gòn và chứng kiến hết mọi chuyện. Hôm ấy vẫn như mọi ngày, Tuấn Đen mò đến nhà Nguyên định làm lai dai chút rượu sau một chuyến buôn dài vất vả. Nhưng căn nhà của Nguyên lúc bấy giờ, vắng lặng tiếng cười, tiếng người, chỉ xót lại dưới đất những vệt máu khô khắp nơi và mâm cơm ôi thiêu ở phía sau nhà bếp. Lúc bấy giờ, Tuấn có báo cho phía công an biết, nhưng rồi ngày qua ngày cũng chẳng có được tung tích gì của Nguyên. Mãi cho đến thời gian sau, Tuấn mới hay nằm mộng gặp bạn cũ. Tuấn thấy Nguyên thân thể ướt sũng Mặt mày và đầu thì đầy những vết thương. Trong mơ, Nguyên đứng cạnh bạn rồi khóc thương cho cuộc đời khốn khổ của mình. Nếu như chỉ là một giấc mơ bình thường, thì Tuấn sẽ không thể tâm, cũng không quan tâm đến. Đừng giấc mơ ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại hàng tháng trời, khiến Tuấn không tin, cũng không được. Vậy nên, anh mới quyết định đi tìm bà Từ để mong bà có thể giúp đỡ. Nói về mối quan hệ của Tuấn và bà Từ, họ vốn dĩ đã quen nhau từ trước, Tuấn đèn dừa này thường xuyên lui tới các chợ người Hoa để buôn bán trái cây từ quê mang lên. Và bà Từ là khách quen của anh. Mấy khu chợ ở quận 5 và quận 4 lúc bấy giờ không ai là không biết đến Tuấn Đen. bởi cái tính cách hiền lành chất phác lại hay giúp đỡ người khác. Thành ra ai nấy cũng đều cảm thấy mến thương và bà Từ cũng không ngoại lệ. Có lần đi chợ sớm, bà Từ sơ ý một lát thì có mấy thằng thanh niên nghiện ngập giật túi tiền của bà. May mắn lúc đó có tuấn trai sức khỏe mạnh đuổi theo giật lại cái tụi cướp đó. Đuổi mấy con hẻm lấy túi tiền cho bà tờ. Kể từ đó bà xem Tuấn như cháu trai, thường xuyên lui tới mấy khu chợ Tuấn bán để mua trái cây ủng hộ. Đến hai tháng trước, sau khi kể lại chuyện của Nguyên cho bà tờ nghe, thì bà ấy cũng liền cảm thấy được có sự tình huống không ổn. Bà kêu Tuấn lấy một vận dụng của Nguyên đưa cho bà. Cùng ngày sinh, tháng đẻ, để bà bói cho một quẻ. Và đúng thật như những gì Tuấn đã lo sợ. Quẻ bói bà tự nói. Kỳ thực, Nguyên đã rời xa nhân thế, đến một thời gian dài rồi. Không những vậy, do lúc chết bị quẳng xuống nước, nên đã trở thành linh hồn ma ra, không thể rời khúc sông quái dị kia được. Tuấn biết rõ xưa này, Nguyên không gây thủ chuốc oán với ai. Vậy nên nếu có kẻ muốn hại anh, thì chỉ duy nhất có thể là chân vợ cũ của nguyên giải thoát ma ra khỏi khúc sông nó bị giam giữ đó là một điều cấm kỵ ấy vậy mà không biết bằng cách nào tuấn lại có thể này để bà từ giúp đỡ chắc có lẽ vì bà cũng cảm động trước số phận của nguyên cũng như cảm thấy căm vẫn bởi hành động tán tận lương tâm của chân thế nên bà đã giúp đỡ trở lại với thực tại đoạn tuấn mò mò hỏi bà từ mà sao bà biết cái đôi giam phu dâm phụ đó Lại đến đây tìm bà vậy bà Tư Bà Tư đáp <laughs> Sau khi thoát khỏi khúc sông Cái hầu gì thằng nhóc kia không đi báo thủ cơ chứ Quất hận của nó nặng tới mức Lúc nó vừa thoát ra Thiên lôi đã đánh cho nó một búa Nhằm trừ họa Nếu hôm qua Ta mà không giúp đỡ kịp Thì có lẽ nó hồn siêu phách lạc rồi. Tuấn gật đầu như hiểu ra vấn đề. À, vậy là đêm qua, con ác phụ đó bị thằng Nguyên tìm đến. Thế nên hôm nay, à ta mới đi khắp nơi tìm thầy bà giải nghiệp. Bảo sao, nét mặt của nó nãy giờ con đứng bên trong thấy cứ tiểu tụy âm u. Đáng đời, cái thứ lỏng lang dạ sói. Tuấn vừa dứt câu, thì bà Từ bỗng ho lớn mấy tiếng dữ dội, rồi nôn ra một cục máu đen đoạn tuấn đen hoảng loạn đỡ lưng bà tử lo lắng hỏi trời, trời ơi bà 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 có sao không bà từ xua tay không nói gì rồi đáp lại cái giọng khó nhọc <laughs> không sao không chết được đâu trời ơi hôi sao máu sao sao thế này để con đưa bà đi viện cái thằng ngọc này có bệnh tật gì đâu mà phải viện. Là do hôm qua đỡ một búa thiền lồi cho bạn con mới thật như vậy đây. <laughs> Cũng may là con người, chứ yêu mà đã chết tắm xác chẳng trôi. Được rồi, điều bà qua tâm bây giờ đã ổn. Đỡ bà qua giường nghỉ một lát là đỡ ấy mà. Tuấn đèn nhẹ đỡ bà Tử dậy, vừa đi Tuấn vừa hỏi. Mà bà Tử nè, mình cứ để cho vong linh thẳng nguyên, nó tự tung tụ tác vậy, ổn không bà? Cái thằng này, ngay từ đầu không phải chính bay năn nỉ ta làm điều đó sao? Không có sao, nó đã hứa với ta rồi, sau khi trả thông thù, sẽ tự khắc chiều thoát, không có ở lại nhân gian, dù chỉ dây. Tuấn có hơi bất ngờ, anh hỏi dồn. Hứa? Nó hứa với bà khi nào vậy? Bà từ chập vật ngồi xuống giường rồi từ tốn đáp. Ấy da, vừa lúc nãy đấy, nó vốn dĩ vật bám theo tuổi cậu nam nữ kia. Thôi được rồi, đừng có hỏi nữa. Bày còn chuối không? Đi bán đi, để ta nghỉ ngơi. Dạ Vậy con đi nghe Bà nghỉ ngơi đi Nói đoạn Tuấn lễ phép chào bà Từ Rồi lặng lẽ bước đi Đoạn bà Từ nằm trên giường Nhìn anh một thân một mình à, Quá à bao Chắc là chắc bọn chúng Qua độc ác với nó thôi Thời gian cứ như vậy mà âm thầm trôi qua lặng lẽ những ngày tiếp theo của chân càng lúc càng trở nên ám ảnh. Cứ mỗi lần soi gương là cô lại thấy cái khuôn mặt gớm ghiếc của Nguyên hiện lên. Hay khi nhắm mắt lại nghe thấy giọng nói của Nguyên thủ thỉ bên tai, khóc than hờn trách. Chuỗi ngày tháng bị dày vò tâm trí khiến Trần trở nên xa suốt thấy rõ. Khuôn mặt của cô từ xinh đẹp dần chuyển sang tiểu tỵ. Hai hốc mắt hút sâu vào trong vì nhiều đêm mất ngủ, thể trạng cũng yếu ớt do ăn uống chẳng đủ bữa. Công việc ca hát của cô lúc bấy giờ cũng tạm gác sang một bên. Bởi lẽ tâm trí của cô không còn có thể tập trung vào việc gì được nữa. Cũng chính vì năng suất, công việc trở nên giảm sút nhan sắc cũng xuống cấp trầm trọng, mà người tình của chân là ông Long cũng dần dần xa lánh và ghẻ lạnh cô. Hồi trước thì ai cũng biết ông Long và chân như hình với bóng, nhưng bây giờ thì ông ấy rất ít khi gặp cô, khiến tâm trạng của chân đã suy sụp lại càng thêm xuống dốc. Trong căn phòng rộng rãi nhưng vô cùng u tối, chân ngồi một góc đưa đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Mái tóc phủ lưa thưa xuống quần mặt tiểu tụy, nhìn chân lúc này chẳng khác nào một người điên điên dại dại. Thôi khi chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến chân giật nảy cả mình sợ hãi. Mệt mỏi vì nhiều ngày thiếu ngủ, Trần dần nhắm mắt ngủ quên đi tự lúc nào không hay. Khi tiềm thức, vừa chìm hẳn vào trong giấc mơ, thì lại một lần nữa người chồng đã mất của cô lập tức xuất hiện trần thái nguyên đang nằm ngửa trên mặt đất bị hai người đàn ông lạ mặt đánh đập túi bụi bọn chúng dùng vật nặng gì đó đánh vào đầu nguyên liên tục mà chẳng xíu nương tay những âm thanh chát chúa vang lên không ngừng tiếng máu thịt tấy tách rơi ra như đang nhỏ giọt máu xuống nền vậy nguyên vẫn nằm đó nét mặt tuy ướt đỏ máu nhưng biểu lộ trên đôi mắt lại không có chút cảm xúc đau đớn Trần thấy rõ đôi mắt sắc lạnh ấy đang nhìn vào mình. Miệng thì thầm những tiếng nói lúc gần lúc xa vang vọng trong đầu chân. Em thấy cậu chúng đánh anh tàn nhẫn như vậy đấy. Anh đau lắm. Trong cơn ác mộng Trần thấy Nguyên dần dần ngồi dậy với khuôn mặt đẫm máu, rồi bò quằn quại tiến lại phía cô. Trần bấy giờ chỉ muốn khóc thét lên, thật sự nỗi sợ lúc này dày vò cô đến đỉnh điểm. Không, không, em, em biết lỗi rồi, làm ơn tha cho em, tha cho em, không. Mở cửa, mở cửa nhanh lên coi. Tiếng đập cửa bên ngoài làm chân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt của cô vẫn còn ướt đỏ vì kinh hãi. Trần bất giác ôm đầu khóc nức nở, quên bén đi cả tiếng gọi bên ngoài. Chân mở cửa nhanh lên, mày đâu rồi? Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng rũ rội hơn, dần dần khiến cho Chân đều lấy lại ý thức. Biết được tiếng ông Long đang gọi bên ngoài, Chân đứng dậy mở cửa, thì bất ngờ nhận một cái tát như trời rắn từ phía ông Long, tát vào mặt mình. Bọn mày làm gì tao gọi nãy giờ? Mày mới ra, mày xem tưởng tao con chó cái? Nghe thấy giọng điệu nhầy nhụa của ông Long, Chân biết gã ta đang xỉn quắc cần câu. Và cái tắt vừa rồi cũng khiến cô như tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Đoạn chân ôm mặt về đâu rồi khẽ đáp. Em, em, em đang ngủ, không nghe thấy. Anh đi nhậu ở đâu mà xỉn dữ vậy? Để em dìu anh về phòng. Tuy không vui trong lòng, nhưng Trần cũng nào có dám chống lại âm long. Bởi mấy ngày hôm nay, ở một mình với cô, đã như địa ngục vậy. Này công lòng tới cũng nhẹ nhàng an tâm hơn phần nào nhưng đáp lại sự nhẹ nhàng của chân là thái độ khó chịu của ông Long. Không cần, mày cút ra cho tao còn vô dụng. Gầy dựng danh tiếng cho mày, Hả? tôi lục được như bây giờ mày trả được công cho tao chưa? đã tàn tạ rơi cái nồng nỗi như vậy rồi, cút đi, đồ con điếm. Nói đoạn ông Long loạn chọn đi vào trong giường nằm xuống. Chỉ thấy giây sau là tiếng gáy của ông vang lên khắp căn phòng. Lúc này, chân đứng im một lúc. Cô thầm nghĩ, những gì xảy ra với cô chỉ là do chính cô ảo tưởng. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy nữa, thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ đổ vỡ và mất hết tất cả. Trần thở dài một tiếng, bước đến giường, nằm cạnh ông Long. Quyết sẽ không để cho quá khứ tội lỗi nút trọn lấy mình thêm một lần nữa. Hôm nay có người ở cạnh, Tâm lý của chân thoải mái hơn đôi chút. Trần cố gắng tập trung, không nghĩ về những thứ mình đã trải qua gần đây, để cho tâm yên nghỉ ngơi. Có vẻ như sau chuỗi ngày dài ám ảnh, thì chân thật sự thấy mệt mỏi, nên chỉ một lúc sau, đôi mi dần khép lại. Cô hòa vào giấc ngủ ngay sau đó. Đôi nam nữ bây giờ hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bọn họ không hề biết được rằng, có một người đang đứng bên cạnh giường. Đôi mắt chằm chằm nhìn họ Đôi mắt trắng bệch Mang đầy sự thù hận lẫn đau đớn Chẳng phải ai khác Mà chính là Nguyên Phố phường bên ngoài càng lúc càng vắng lặng Sự ồn ào ấy giảm xuống bao nhiêu Là tiếng kim đồng hồ bên trong phòng ông Long Và chân lại kêu rõ lên bấy nhiêu Ngỡ rằng có một giấc ngủ ngon Nhưng chẳng được bao lâu Thì bên tay chân lại văng vẳng lên giọng nói quen thuộc đến độ ám ảnh. Trần, em có biết cảm giác từng miếng da thịt của bản thân dần dần tan rã dưới đây sông lạnh lẽo không? Nó đau đớn lắm, nó cô đơn đến mức nào em biết không? Bất giác, chân mở chừng đôi mắt ra, cô như chết lặng bởi lúc bấy giờ Người nằm bên cạnh cô nào có phải là ông Long, mà chính là bộ dạng gớm ghiếc của Nguyên. Trần hốt hoảng ngồi bật dậy, cô chạy sang bên bàn rồi lấy con dao gọt trái cây nhỏ, rùn rùn chỉ mỗi dao về phía Nguyên nói. Đủ rồi, đủ rồi, tất cả đủ rồi, tránh xả tàu ra. Trong thoáng chốc, nỗi sợ của chân như hóa thành sự giận dữ. Cô cầm con dao nhỏ phóng nhanh đến Nguyên đang nằm trên giường, rồi nhắm mắt nhắm mũi mà đâm loạn xạ nhìn cô lúc bấy giờ, không khác gì một con thú bị dồn đến mức đường cùng. Dốc hết sức bình sinh để chống trả. Người ta nói chó cùng rất dậu, thì con người đến mức đường cùng cũng vậy thôi. Cô nạn! Tao giết mày! Tao giết mày! Tao sẽ giết chết mày! Mày không thể cướp đi mọi thứ của tao nữa đâu! Tao không muốn! Tao không muốn mất mọi thứ! Mày chết đi! Chết đi! <laughs> chết đi! Từng câu giết của chân nói ra là những mũi dao sắc lẹm cũng được đâm xuống hết sức. Những âm thanh chát chúa vang đến khắp phòng. Đến khi chân chỉ còn sức, yếu ớt, vung dao, thì lúc bấy giờ chiếc giường cũng đã nhuộm đỏ màu máu tươi. Cây dao nhỏ trên tay của chân rơi xuống, môi cô run lên liên tục. Chân bất giác lùi người về phía sau, đưa mắt nhìn vào hai bàn tay đỏ của mình rồi thét lên. Không, không thể nào, không. Chân không dám tìm vào mắt của mình, bởi người từ nãy đến giờ cô điên cuồng đâm tấn công chính là ông Long. Nằm trên chiếc giường lúc bấy giờ là cái xác đã nhuộm đỏ máu của gã nhân tình. Đoạn trần hốt hoảng tiến tông Long gọi run run. Anh Long ơi. À, anh Long. Anh Long ơi. Sa sao lại như vậy? Không. Không, sao sao lại thế này? Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng thân thể của ông Long từ cổ xuống tới bụng, đều chi chít những mũi rào đầm. Trần biết bấy giờ thì mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Vậy nên, lựa chọn duy nhất của cô lúc bây giờ chính là bỏ trốn. Thay vội chiếc áo lúc này đã dính đỏ máu tươi, Trần nhanh chóng trốn đi mà chẳng kịp mang theo thứ gì. Bỏ lại cái xác lạnh toát đang nằm trên giường, vẫn còn đang nhỏ máu tầm tầm xuống đất. Ba ngày sau, tiếng của mấy đứa trẻ bán báo ngoài đường vang lên một tin nóng hổi. Báo đây, báo đây, tin nóng hổi đây. Ông Sáu Long chủ đoàn hát kim tuyến bị nhân tình ca sĩ bảo chân giết hại. Thi thể phát hiện ngay tại nhà riêng. Báo đây! Ê nhóc, cho một tờ báo coi. Ngồi bên một quán nước vỉa hè, giọng của Tuấn Đen vừa phất lên thằng nhóc bán báo. Ngay bên cạnh đó là bà Từ đoạn tấn đưa tờ báo cho bà từ xem rồi thắc mắc cuối cùng quả báo cũng đến với tụi nó rồi bà nhưng mà con tưởng gọi là vong hồn của thằng nguyên ra tay chứ sao cuối cùng lại là con chân giết thằng cha già đó vậy bà từ nhau mắt nhìn tờ báo bà từ đặt cái tẩy bạc sửu xuống rồi đáp chết kiểu gì thì cũng đều là do bọn chúng gầy giả ấy mà Tuấn Đèn đọc mấy dòng trên báo, rồi quay mặt nhìn ra lộ. Đôi mắt xa xăm, như tiếc nuối điều gì đó vậy. Anh thở dài oán trách số phận. Con <laughs> càng nghĩ, lại càng cảm thấy xót xa cho thằng Nguyên bà. Ngày xưa lúc con chân nó bệnh nằm liệt giường, một tay thằng Nguyên chạy đôn chạy đáo khắp nuôi no cho nó. Vậy mà đến khi cái chân của nó tật nguyền, con nhỏ kia lại nỡ lạnh lùng bỏ đi. Cuối cùng còn cho người ám hại thằng Nguyên <laughs> Nó chết oan nữa chứ Đúng là thứ ác phụ nhẫn tâm mà Ba tháng sau Kể từ ngày người ta phát hiện ra xác của ông Long Thì chân cũng biệt vô Âm tính Phía công an cũng ra lệnh truy nã cô Nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có manh mối gì cả Một buổi chiều bình yên trên vảm canh ngã lá Tiếng chìm hót vang vọng Trên các tán cây Sau một ngày dài mỏ cánh bay khắp nơi dưới cảnh chiều ảm đạm, đợi đêm về. Có một người con gái ăn mặc tàn tạ, tóc tài bù xù, đang khập khiễng bước đi trên con đường quê của gió ngã lá. Người con gái ấy cứ bước đi như một kẻ vô hồn, đến khi đi ngang qua một căn nhà tranh, bỏ hoang, thì cô dừng lại, đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà mà cảm xúc như muốn vỡ hỏa lên vị đau cổ. Bước vào trong căn nhà mộc nát, dưới đất cỏ mọc rời rạc, từng bụi do thiếu chân người qua lại. Cô gái đi khắp nơi trong căn nhà tranh. Đi đến đâu, cô đưa tay chạm vào sở các vận dụng cũ bên trong đến đó. Như thể đang bường tường lại điều gì đó trong quá khứ vậy. Từng chiếc ghế, từng cái bàn, chiếc giường che bám đầy tơ nhện. Rồi bỗng cô ngồi bệt xuống đất và khóc nước nở như một đứa trẻ lên bốn. Nét mặt thấm đẫm nước mắt, tiểu tụy như một bộ xương kia. Chẳng ai khác, chính là Bảo Trần mấy tháng qua cô đã trốn chạy lang thang khắp nơi rồi khổ sở đến cùng cực đến tiền dại cứ như số mệnh đang trả lại sự tuyệt tình mà cô từng làm với nguyên khi xưa vậy trần lúc này đã thực sự hối hận vô cùng cô thầm ước nếu như thời gian có thể quay trở lại thì cô sẽ chọn bên vòng tay của nguyên tuy có chút cực khổ nhưng lại hạnh phúc và bình yên biết bao những cuộc sống làm gì có chuyện nếu như Thực tại vẫn vậy, vẫn là do cô khi xưa bội bạc nên dẫn ra tình cảnh như hiện nay. Trần hiện tại thì cũng đã thấm nhầm hai chữ quả báo. Ngồi cạnh chiếc giường tre, Trần đưa mắt ướt lệ nhìn xung quanh. Nơi đây cũng hiện lên kỷ niệm của cô và Nguyên. Đoạn chân lấy ra một gốc vải trắng, bước vô hồn đến gốc cây nhãn sau nhà. Vừa đi, cô vừa ngân nga câu hát có những buổi chiều mưa, anh lặn lội đồng sâu. Ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu. Kẻ đắng nào dành cho nhau, người ơi, sao nỡ cầu. Khi mưa gió lạnh mùa đông, anh sang thầy vỏ nằm đau. Tiếng hát ngọt ngào ngày nào của chân đã không còn nữa. Giờ đây mỗi ca từ của cô chất chứa hàng vạn tâm tư buồn cổ. Một giọng hát chua chát bi thương đến nao nòng thắt cái khúc vải trắng lên cành cây nhãn, chân đứng lên cái ghế đầu rồi quay nhìn lại căn nhà tranh đã điêu tàn do sương gió. Một lần nữa quá khứ lại hiện về, khiến chân khẽ nở nụ cười, một nụ cười đau đớn đến tận tâm can. Khoảnh khắc, chân đưa cổ vào vải trắng, chiếc ghế dưới chân, cô đẩy ra. Cũng là lúc thấy Nguyên đang đứng ở dưới đất nhìn mình. Không còn là khuôn mặt đầy máu me cơ tởm. Cô đã từng thấy, mà là một nét u sầu đôi mắt được buồn chua xót như ngày cô cất bước ra đi. Gió chiều lạnh lùng thổi qua từng cành cây ngọn cỏ, thì thể chân cũng đong đưa theo từng ngọn gió. Cơn gió kia như thổi đi hết tất cả những bi kịch đã xảy ra trong căn nhà canh cũ nát. Giờ còn lại nơi đây, lúc này chỉ là thân xác lạnh tát của chân. Kể từ khi hàng xóm phát hiện ra chân treo cổ tự tử trong căn nhà tranh, thì khoảng thời gian sau đó người ta vẫn thường hay thấy bóng dáng của một người phụ nữ hay lảng vàng trong căn nhà hoang ấy, rồi ngân nga một câu hát u buồn đến não đuột. Nhưng tuyệt nhiên, họ chỉ thấy một bóng người phụ nữ được cho là an hồn của chân. Cô đơn lạnh lẽo một mình trong căn nhà, chứ chẳng có ai thấy chồng của cô là Nguyên quay trở lại. Một thời gian sau, câu chuyện của Nguyên và chân được bàn tán truyền miệng khắp nơi có nhiều người khi nghe kể về bi kịch của đôi vợ chồng trẻ thì lại trách nguyên thân nghèo vô dụng, chẳng lo được cho chân nên mới để cô không yên vui hạnh phúc. Cớ sao lại cản lối đi trên con đường danh vọng cuộc đời. Nhưng cũng có người nói chân phụ nghĩa tào khang, xem tình phu thê như bọt bèo, để rồi cuối cùng cũng phải chịu quả báo thích đáng. Bàn tán với nhau là vậy, chứ chẳng ai có thể đứng ở góc cạnh của họ để hiểu hết được vấn đề riêng cá nhân tôi khi nghe người ta kể về câu chuyện này thì lại thấy chẳng có quả báo hay thủ hận gì ở đây mà mọi chuyện đều là do ám ảnh lỗi lầm của chân gây ra chính tâm lý tội lỗi của cô đã giết chính mình và chính lòng người thay đổi đã để những số phận ấy rơi vào nghịch cảnh như nay vâng thưa quý vị câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc <laughs> mỗi một câu chuyện buồn đọc xong thì cảm thấy rất là nặng nề tâm lý ạ cảm thấy cũng buồn cho câu chuyện đó quý vị không biết cảm nhận của quý vị mỗi một lần nghe những câu chuyện mà à, bất hiếu của những người con hay là những câu chuyện đau lòng của người mẹ và những câu chuyện phụ nghĩa tào khanh như thế này cảm giác của quý vị như thế nào nhưng mà cảm giác của hàng mỗi khi đọc xong thì nó rất là nặng nề, nó cũng buồn theo chuyện luôn ý ạ, tâm trạng đi xuống. toàn vâng xin lỗi quý vị và quý khán thính giả nếu như mà để cho tâm trạng của quý vị cũng buồn theo thì đó là một lỗi của Hằng một ngày đi làm việc mệt mỏi về muốn được xả stress muốn được nghỉ ngơi nghe những câu chuyện giải trí ấy, mà lại nghe xong cảm thấy nặng nề hơn thì đó là lỗi của Hằng Hằng sẽ cố gắng chọn những câu chuyện vui hơn, hay hơn để gửi đến quý vị và quý khán thính giả. À có một chút tâm sự như thế này Cái giọng của em cháu thì nó hơi nhiều cái Lúc mà phát âm á thì hơi phát ra nhiều quá Đó là uh, từ lúc sinh ra đến bây giờ rồi Có lẽ là sửa cũng hơi khó Ngọng thì có thể là hàng sửa dần dần được Ban đầu thì ngọng nờ bất lờ rất là nhiều Ngọng từ đầu đến cuối luôn như bây giờ Cũng có thể là sửa trong một um, bài đọc thì có thể sai đến vài lần Hàng vẫn nhận ra những lần sai đó và cố gắng sửa Nhưng mà cái âm hơi phát ra ấy, Là do hơi bụng nhiều người người ta nghe không quen Người ta nói là hằng cắn tâm để kể chuyện <laughs> Nhưng thực chất là Có mồm mồm mở to lắm đấy ạ Không cắn tâm đâu Nhưng mà chẳng qua là Âm hơi phát ra hơi nhiều Cho nên là những quý vị quý khán thánh thính giả mới Nghe chưa có quen Cảm tưởng như là hằng bị giết răng Cắn răng để kể Thì đó cũng là lỗi của em cháu Không biết là có cách nào hay sửa hay không Thì em cháu sẽ cố gắng từ từ để khắc phục cái lỗi đấy Mong quý vị và quý khán thính giả thông cảm cho em cháu bây giờ cũng đêm về khuya rồi. Tập truyện hôm nay cũng khá là dài. Chúc quý vị quý khán thính giả có một giấc ngủ ngon. Hãy cho em cháu xin một like để video ngày hôm nay có thể lên xu hướng gửi tới nhiều người hơn nữa. Cho những ai có ý định phụ nghĩa tào Khang thì bỏ ý định ấy đi. À, và hãy nhấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất mỗi khi em cháu ra video. Hãy để lại comment bên dưới để em cháu biết là có những người luôn ủng hộ cho em cháu rất là nhiều cảm ơn quý vị và quý khán thính giả rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại